sống xuất thân, đừng chần chờ mà có hại. Ngọc Oanh, dạ, hãy theo giúp đỡ bà ngươi, mau đi. Nếu thất lạc thì tìm nhau dưới hang sâu kia, hàng ấy ăn thông ra đến Hoàng Hà. Phu quân, chứ không nỡ bỏ chàng dưới nơi làm tên mũi đạn. Thưa phu nhân, tình hình nguy cấp lắm rồi. Phu nhân nên nghe lời của quan tổng trấn thì hơn. Lưu Cẩm Bình tướng quân, hãy theo hộ vệ phu nhân nha. Quân sĩ, tên tổng trấn Vũ Bình Phương đang ở dưới chân thành, mau siết chặt vòng dây đừng để hắn thoát chạy. Phu nhân hãy đi đi, kẻo không còn kịp nữa. Tướng quân Lưu Cẩm Bình, nước tràn đế trận, giặc đến thì tướng ngăn, đã đành hưởng ơn vua lọc nước, kẻ làm tướng phải liều sống chết theo thành. Nhưng với tình cảnh này, tướng quân hãy theo lệnh ta mà rút quân. Trước là để tìm cách báo quân vương, sau là chỉnh tu gây dựng cơ đồ phục quốc. Và giờ đây còn người vợ yếu và chút con thơ, xin gửi cao anh hùng để ước mơ sao cũng để lòng người bãi tướng yên tâm. Lỡ hôm tiếp lâu mong chờ là ngày còn ta sông cầu quan. Phu quân, trời ơi, lòng sầu sao đành nghẹn ngào đi cách nữa đô chia đường, một mình lui bước an cư hiệp sinh sơ kia bên chàng, lòng nguyện chớ cho tình chung. Phu nhân chớ nên ưu sầu, nàng còn nhìn trẻ muôn ngày sau. Lời ta là tâm huyết tướng quân ơi, kính xin trấn thành yên tâm. Tròn lời quý thác xin tuân với công tử và phu nhân. Vũ Bình Phương, nếu ngươi biết thời cơ, hãy cùng với hộ tướng buôn khí giới quy hàng để bảo toàn tính mạng. Đừng khuyên dụ ta vô ích, ta đã quyết tâm thà chết cho rạng danh. Bảo vệ chặt chẽ, dương cung sẵn sàng chờ lệnh. Dạ dạ, hạ ngu xin hàng phục lệnh khiêm dương, rất mong được người thâu dụng để đem chút tài hàng phụng thờ minh chúa. Trời, nữ hùng tên hang má. Quân sĩ, dạ, coi tên này lại. Tướng lệnh. Khoan trói. Ta nên ưu đãi hắn, để cho bọn khác nhìn mà về đầu phục với ta. Lữ Hùng tướng quân, dạ, ta khen tướng quân là kẻ biết thức thời, biết chọn nơi để tôn thờ người xứng đáng. Dạ. Ta cũng khen Lữ Hùng là kẻ lớn mềm lửa dẻo, đã công nhiên bán rẻ lương tâm. Khi tiếc hùng anh và danh dự của con người, quy phục phường ngoài xăm mà không có chút gì hổ người. Thở sơ khai tạo quả sanh ra vũ trụ với thế nhân này, đâu có dụng ý gì cho người này giống kẻ kia. Ông với tôi đều có một trái tim, một khối óc riêng của mỗi người. Sự suy luận bất đồng thì đâu thể nào giống nhau. Còn sự phải quay của tôi, nên đợi khi trút hơi thở cuối cùng, rồi phê phán mới rõ ràng và mới chắc là không sai. Thần lão xảy nhỏ nhẹn mà không biết quốc phục cúi đầu là điên dại tự giết
mình trước cuồng phong bão vũ. Ba tà cam chịu chết chứ không hàng phục ngoại bang. Dầu thân này có nát tan, tên ta vẫn chói người trong sử sanh. Ta e rằng cái thân của một vị tiểu quan không giữ nổi Lạc Dương thành sẽ bị người viết sử chết bằng mực đen ô nhục. Thành sử có bao nhiêu trang thì đã dày đặc những chiến công hiển hách của ta. Sự thảm bại nhục nhã này sẽ bị gạt bỏ đi, và tên Tổng Trấn Vũ Bình Phương đâu có được phép ghi. Mà nếu được thì cũng chẳng hơn gì một hạt bụi dính vào bia thanh sử. Được như vậy cũng là quá đủ. Chút bụi phấn trầm vẫn có mùi thơm, mà dầu cho tên không có trong thanh sử thì bia miệng vẫn được một thời nhắc nhở. Thân làm tướng há ngại điều sanh tử, chết giữa sa trường là ước vọng của đấng hùng anh. Dẫu không được sanh vi tướng, tử vi thần thì cũng không đến nỗi làm ma vương ngã quỷ. Ngài đừng nên nê chấp mà Lạc Dương thành sẽ mất đi một tay hào kiệt. Tôi không phải là người sợ chết, nhưng biết người biết mình và biết tùy theo thời thế vẫn hơn. Ta rộng lượng chừa cho ngươi một con đường để bảo toàn mạng sống, nhưng nếu ngươi vẫn còn ương ngạnh thì ta không thể dung tha. Vũ Bình Vương, hãy chỉ cho ta biết các kho tàng châu báu của Lạc Dương thành để khỏi làm quỷ không đầu ổn tử. Cầm miệng lại! Có bao giờ tài gia lại chỉ sản nghiệp mình cho lũ cướp? Nhưng mang sợ bắt được cứ giết đi đừng khuyến dụ. Rất lâu quân sĩ dùng cực hình tra tấn. Khoan, tra tấn làm gì cho mất công nhọc sức? Hãy buộc nó vào đuôi chiến mã cho kỵ binh thao luyện phải hơn không? Quơ ý lệnh. Dạ khoan. Xin chủ tướng đừng có giết hắn. Vũ Bình Phương là cái chìa khóa của Lạc Dương thành, nếu hắn chết thì chúng ta không hoàn toàn thắng lợi. Cầm miệng đi hỡi tên phản bội, cho mi biết rằng sự tử sanh đối với người hùng anh lẽ dĩ nhiên là sống ở tác về. Ngài Tổng Trấn, xin nghe lời tôi khuyên, đừng để chấp mà thiệt thân. Việc biến quyền ngài nên nghĩ lại, đừng nói nhiều lời. Giọng phản trắc của phường tham sanh nghe lắm thêm bẩn tai. Mến kẻ tài ba nên ta khuyên dụ, chứ đừng tưởng ta không dám giết nhà ngươi. Kỵ binh qua hòa mũi rơi đầu dám cãi lệnh đại dương, ai trái lệnh tiền mất mạng ngươi hiểu chưa? Tôi không trái lệnh mà muốn bàn một việc, để lập thêm công ngõ hầu đáp tạ ơn đại dương thâu dụng. Người muốn lập thêm công trận gì nữa đây? Theo ý của ngươi ta nên xử cách nào? Dạ tội của Bình Phương thật là đáng giết, nhưng cũng cần theo luật trả dai. Ở đằng kia có một cái hang sâu, hắn đã chôn vùi quân sĩ của đại dương, và ngày nay hắn đã xa cơ. Ta dùng hang kia chôn sống hắn để trả thù cho những giống hồn đã chết vì Bình Phương. Hay lắm. Ta chấp nhận và muốn nhìn tận mắt ngày tàn của Vũ Bình Phương. Dạ, kính mời Thiên Dương theo ngu hạ. Quân sĩ, lôi đầu lên đi. Quân phản bội. Đi. Ta làm quà hiến dâng cho chủ tướng. Mau! Quân giả mang! Quân giả mang! Y linh Tổng Trấn phu nhân, người đẹp của Lạc Dương thành. Hãy sửa soạn để trở thành vợ của Thạch Tiên Dương, vị đại anh hùng chiến thắng. Không! Hãy giết ta đi, quân mang rồi. Muốn chết có vội vàng gì? Hai đứa bé kia làm bẩn biểu nàng lắm. Quân, dạ, hãy đem lại đây cho ta. Không, ai cứu mẹ con tôi với. Mau người ta, Đừng kêu la vô ích.
giữa xa trường sang sát giao gươm, tình thương đã bị dìm sâu trong biển máu. Hai đứa bé này sẽ làm mồi cho lửa đó, còn nàng, nàng sẽ là chủ tướng phu nhân. Đưa nàng vào trong. Dạ, xin kính mừng đại sư vừa lập được kỳ công. À, Hàng Tướng Lữ Hùng. Dạ, ta khen ngươi biết tìm ra nẻo sống. Dạ, bây giờ ngươi cũng lập thêm công trạng bằng cách giết trừ hai mầm non thù nghịch này. Dạ, dạ đây là một việc làm để chứng minh sự trung thành của tôi đối với chủ tướng. Vâng vâng, tôi xin vâng lệnh đại sư. Vâng. Vào hai đứa bé đó cho Lữ Hùng. Tướng quân hãy diệt trừ dòng dõi, vũ bình phương tận gốc. Xin phó tướng an tâm, tôi chỉ mất công quăng chúng nó vào đám lửa hồng đang rực cháy kia là yên chuyện. Hay lắm, không dè người cũng biết cách giết người để làm vụ mắt những anh hùng chiến thắng. Người cứ lo thi hành quân sự. Còn đại dương đâu? Dạ, dạ đại dương đi truyền lệnh chiêu an dân chúng. Ta đi rước người lại đây để dâng cho người một món quà đặc biệt. Vũ bình quý, vũ bình quang. Hai mầm non lẽ rơi vào đất chết thì làm sao để nảy lọc đâm chồi? Hy vọng mai sau bỗng trở thành xa ảo ảnh xa vời. Hận thất thủ Lạc Dương thành, đâu còn ai nữa để lo bao phục. Lữ Hùng thật là to gan lớn mật. Kể cả hàng của ngươi đã bị ta phát giác rồi. Nếu là kẻ biết điều, mau quỳ xuống để chờ đền tội. Được, đây ta xin chịu chết. Dừng tay lại cậu ơi. Con đây Lữ Đầm đây mà cậu. Hả? Lữ Đầm đó à? Dạ nó nè. Đứa tớ trung thành của cậu ở đỡ có nòi, nên đã ba đời không đổi chủ, bỏ họ Dương mang họ Lữ tên Đồng, đủ chứng minh rằng tôi làm đầy tớ có dòng mà ở đỡ trung tín nên chủ cho xài chung một họ. Trời ơi, nhưng mà sao vậy nè? Vậy gặp biến là phải quyền. Hồi nãy cậu và cháu đã lạc nhau, mỗi người một ngã nhưng giữa dòng dây thiên binh vạn mã, không cách nào đi kiếm cậu mà toàn thấy, nên tôi đành núp lại dưới tường thành. Thấy một tên quân Mông Cổ lạc loài, mắt nó nhìn vào những thây ma, bỗng nó thấy xác của ông phú hộ, y phục đắt tiền và bao bạc ở gần bên, nỗi máu thảm nó sắp lại đoạt của người, tôi liền nhảy tới chọt nó một gươm. Nè, y phục này đẩy của quân cướp nước mình, ngươi mặc vào đừng nhiễm thói tà gian. Dạ cậu khỏi lo, tôi tên Lữ Đồng mà, mình đồng xương sắt thì máu tham của nó thấm vào mình tôi đâu có nổi cậu. Ngươi có gặp phó tướng Lưu Cẩm Bình và phó tướng Lộ Năng ở đâu không? Dạ gặp. Ông Lưu Cẩm Bình thì chạy về phía sông Hoàng Hà. À, có lẽ ông ta sẽ theo ngõ bí mật ở bờ sông để vào địa đạo. Hay lắm, hay lắm. Trời đất ơi, ông chạy giặc mà cậu khen ông hay hả cậu? Ngươi không hiểu được ý của ta đâu. Dạ hiểu rồi. Có lẽ hay thiệt đó, bị ông chạy lẹ như ngựa vậy đó. Đừng hổn. Còn dũng sĩ Lộ Năng? Dạ ông Lộ Năng thì thoát ra khỏi cửa Tây Thành rồi cái cũng chạy. Ủa, sao mấy ông này không chạy không ha? Đánh giặc mà chạy hết như vậy thì chết rồi. Chỉ còn có cậu và tôi thì ngon lành, không có chạy đi đâu hết. Lữ Đồng. Dạ. Ngươi hãy nghe cho kỹ và cẩn thận làm theo lời của ta dặn nha. Dạ. Nè hãy nghe đây. Đó, nhớ chưa? Dạ nhớ. Quy thì ông Năng. Ờ. Quang thì ông Bình. Đúng. Ủa tôi cậu giao ai cậu? Ngươi thì khi xong việc phải trở lại đây liền. Dạ. À quân, lôi hai đứa nhỏ này theo ta. Dạ quân đâu? À, ngươi. À, dạ tôi hả? Dạ lôi đi. Dạ tuân lệnh. Đi mau hai con chó con, còn uống sữa bò nữa. Trời ơi.
Tên hàng tướng Lữ Hùng này đã tỏ ra hết dạ trung thành với ta, phải không phó tướng? Vâng, đúng vậy. Nhưng dù sao nó cũng là người khác giống khác nòi. Xin tướng công đừng vội đặt trọn lòng tin tưởng. Nó có sinh mạng và sự dinh thân hơn cả tổ quốc giang san của nó, thì ta đâu có dạy gì mà tin tưởng vào kẻ đã một lần phản bội. Quân! Dạ! Quân chúng nó vào ngọn lửa hồng đang rực cháy cho mau! Thật là thú vị. Chiến thắng Lạc Dương Thành, diệt chết tên chủ tướng và tận diệt những chồi non. Ta là chúa tể giang san này và không phải bận lo gì ở Mai Hậu. Bây giờ tướng công hãy tận hưởng để đền bù lại những hồi lao nhọc chiến chinh. Quân! Dạ! Đem người đẹp đến đây hầu chúa thượng. Tướng thượng lại anh! Dạ, kính bẩm chúa công, mạc tướng đã làm xong phận sự. Ta khen người đó, và ta cảm ơn phó tướng đã biết dành cho ta những giây phút thần tiên. Phu nhân đừng gào thét và cũng đừng ương ngạnh. Giờ đây nên làm kẻ thức thời, khi lẽ phải đang ở trong tay của người chiến thắng. Ta không muốn nghe lý luận của phường sư phụ và lời khuyên dụ của quân cướp nước bảo tàng, mà ta chỉ muốn gặp chồng ta. Làm sao gặp được chồng con khi chồng con nàng đã chết? Trời ơi, chồng ta chết, con ta cũng chết. Trời ơi, nhưng ai đã giết chồng ta, ai đã giết con ta? Lửa Hùng đã xô chồng đặt xuống hang sâu rồi lấp đá để chôn sống một tên tướng bất tài ngu dại. Còn con của nàng thì đã chai rủi trong đám lửa hồng. Trời ơi, Lữ Hùng, tên ích kỷ đê hèn phản bội, tên dân bồn nhút nhớ đi hàng phục ngoại xâm. Đừng ngước mặt lên mà thẹn với tổ tông, hãy cúi đầu xuống đi nếm quốc dài lũ giặc. Vũ Bình Phương chàng chết những dòng sẽ bất diệt trên non nước Lạc Dương Thành, linh ứng xin chờ chậm chậm đón em theo. Mây buồn mây chậm muốn bay, quốc hờn tận chính tầng cao. Phu nhân ơi, hãy lấp thảm giam sâu đời dân quy hoàng, đâu có gì đổi thay. Chồng con ta đã chết, ta còn gì nữa trên đời? Vũ Bình Phương ơi cha, hãy chờ rước em theo. Vũ Bình Phương, đừng dại dột mà thiệt thân. Đại sư và hàng tướng, dạ, hãy đi lo việc khao quân, để nàng ở đây cho ta định liệu. Tuân lệnh. Chúng mày còn muốn giở trò gì nữa đây? Ta muốn nàng sẽ là hoàng hậu khi ta làm lễ đăng quang lên ngôi đại đế. Yên Linh ơi, nàng đẹp đẹp vô cùng. Tránh ra! Yên Linh, đừng làm ta nổi giận.
và cũng đừng dại dột để hủy diệt đời Xuân Quang Uổng. Nàng là mỹ nhân, ta là danh tướng, nợ duyên này đâu dễ có ai hơn. Lòng ta đang bừng cháy lửa căm hờn, chỉ muốn giết lũ bảo tàng quân cướp nước. Dại nhân ơi, chớ giận hờn nê chấp, thân các đằng hãy nương tựa với tùng quân. Bóng thiều quan thấp thoáng vượt qua nhanh, đừng lần lửa xuân tàn rồi tiếc muộn. Người tàn nhẫn rẻ chia tình loan phương, khiến lòng yêu liễm chết giữa tim sầu, và ta chết mòn trong thù hận thương đau. Ta chỉ muốn... Muốn gì hỡi người Ngọc? Ta muốn thấy máu của mấy tuôn đổ. Giỏi thật. Yên Linh, đáng lẽ ta giết nàng, nhưng ta không nỡ, vì máu của ta còn đỏ thấm màu yêu. Vì quý trọng một dung nhan bá mỹ thiên kiều, ta tha thứ và nhắc rằng đây là lần chót. Ta muốn cho nàng có dịp để nghĩ suy, mà hiểu lòng này đã từng tha thiết quý yêu. Năm tháng cứ qua màu, một đời người có là bao. Hãy quên đi kỷ niệm đau lòng, cùng ta chấp mũi tơ hồng, ngày đêm kề cắn mình rồng, cho khỏi quý hoàng sắc hương. Ta là một danh tướng, suốt đời ta chưa hề kiêu dục, nay lại xử lý yếu hèn, cúi đầu quy phục trước dài nhân. Im đi, người chưa mất công lắm đời khuyến dụ, nỗi căm hờn làm khô cạn lòng yêu. Giết ta đi hay là ngươi sẽ hết giọng, chớ mong gì tình cuộc nợ duyên. Ta không tin như thế. Vũ sĩ! Dạ! Đưa các nữ tỳ vừa bị bắt đến đây. Tuân lệnh. Kìa, tổng trưởng phu nhân. Ngọc Quỳnh em, người này là nữ tỳ thân tín của phu nhân đây phải không? Dạ phải. Ta giao cho ngươi hầu hạ và khuyên nhủ lệnh bà. Nếu lát nữa ta trở lại đây, có chuyện gì xảy ra cho lệnh bà thì ta giết ngươi lập tức. Dạ, con xin vâng. Ta để cho nàng có thời giờ suy nghĩ. Ta đi chiêu an ba tánh và sẽ trở lại để cùng nàng hát bài ca gợi tình yêu dương dạ. Quân sĩ! Dạ! Canh phòng nơi đây cho cẩn thận, còn lại thì theo ta. Tuân lệnh. Ngọc Quỳnh ơi, tôi đến đây là vĩnh biệt. Ta phải chết theo chồng ta trước khi tên giặc giả mang kia trở lại. Vũ Bình Phương, Vũ Bình Phương, hãy đợi em theo dõi. Phu nhân! Còn chi nữa vũ quân ơi, em quy thân cho tròn tiết trần, xuôi về cứu tuyền.
trách chi đời mà tham sân nhua. Xe tương phùng con tin là trời cao không nỡ giết anh hùng, có lẽ ông con đang tạm thời ẩn trú để đợi ngày khôi phục lại giang sơn. Hai công tử thì cũng trên đường lánh nạn đào giống, vì Lưu Cẩm Bình và Lộ Năng đều vắng vàng. Xin lĩnh bà hãy chờ cho ngày mai trời lại sáng, cờ cái hoàng ca sẽ rớt phủ Lạc Dương thành. Sống đi bảo dưỡng giọt máu của chồng và chờ nghĩa tính đức của con ta. Hỡi ơi thân phận đàn bà mà xa vào tay giặc thì còn chi đâu là tiếc nữa. Tuy phận đàn bà phải giữ câu tùng nhất, nhưng đạo làm người cũng do ở thời cơ. Nào phải đâu lĩnh bà giống phụ chồng con, vì cơn nước lửa phải quên điều cũ tiếc. Nhà họ Vũ đã mấy đời nặng ơn quân quốc, xin lĩnh bà hãy nhẫn nhục cho giọt máu trung can được mở mắt vào đời. Ngọc Quanh ơi ta tạm nghe em kêu lê cuộc đời hồng đã có lệnh chiêu an, hãy trở về thành nội. Nghe đây, nghe đây, hỡi dân chúng Lạc Dương thành, đã có lệnh chiêu an, hãy trở về thành nội. Để sống cuộc đời giống bản cầu an, chỉ riêng ta chịu sầu khổ ly tan, khóc nghĩa chiếu chăng khóc tình mẫu tử. Vũ Bình Phương, Vũ phu nhân, khuyên phu nhân dòng lễ đầy sầu thương. Phu nhân mây buồn bao trùm Lạc Dương, che lấp thái sắc nhân hèn mặt đã giết người còn nói chuyện nghĩa nhân. Thưa phu nhân, đừng dối cho kẻ này là hèn mặt, chỉ có trời cao mới soi thấu được lòng tôi.
lấy máu của bè bạn thân thích để tạo cuộc sống dễ dàng riêng mình là cao thượng lắm sao? Lữ Hùng, ai đã vùi lấp chồng ta dưới hang sâu? Ai nướng con ta trong lửa đỏ? Chồng con ta phải trả. Vũ Bình Phương tướng công, Vũ Bình Huy, Vũ Bình Quang, hai con ơi, hãy chờ xem mẹ trả thù. Phu nhân, bà cho tôi là một kẻ thù và bà muốn trả thù à? Rồi có một ngày phu nhân sẽ hiểu lòng tôi vẫn cao đẹp. Quan hô Thạch Thiên Vương đại đế! Quan hô! Tiếng quan hô vang lừng, Thạch Thiên Vương sẽ trở lại. Người ta cứu tôi với! Kìa! Vũ phu nhân! Phu nhân làm cái gì vậy? Chuyện gì đó ai khanh? Dạ, bẩm chúa công, Lữ Hùng bày trò triêu qua kiệu nguyệt, còn làm ô nhục thiếp đó. Phu nhân! Kìa đi! À! Bây giờ ta mới rõ thâm ý của mi. Muốn giết Vũ Bình Phương để cướp Yến Linh, chứ không phải là người thật tâm hàng phục. Quân sĩ! Chém! Khoan! Chúa công đừng có giết hắn, vì thần thiếp muốn cho hắn sống, nhưng sống trong đau khổ suốt một đời. Ta sẵn sàng chiều y mỹ nhân. Xin chúa công chặt một cánh tay của hắn. À. Cho thiếp tế vong linh họ Vũ, thì thiếp mới yên lòng cùng chúa công chấp nối tơ loan. Yên linh phu nhân! Lữ Hùng này dầu nát thấy được không hề hối tiếc, nhưng xin phu nhân hãy giữ gìn tiếp gia, đừng dội đổi tơ loan. Im đi, ta thề trả thù chồng, hai con ta đều chết bởi. Lời nói sao cùng là xin ba đừng dối và vong thân. Im đi! Kìa, chúa công, sao chưa truyền lệnh? Hay là thương mến Lữ Hùng hơn thần thiếp? À, nếu vậy thì thiếp xin vĩnh biệt. Khoan, quân sĩ! Dạ! Làm theo ý lệnh ba, lôi nó ra chặt tay cho bà Vũ Dạ. Ta xuống lệnh. Đó, cánh tay đẫm máu của kẻ làm cho nàng phật ý, nàng đã bằng lòng rồi chứ? Dạ, cảm đội ơn chúa công. Một cánh tay đẫm máu của kẻ thù. Bà ơi, bà hãy cười nữa đi, cho đất trời lắm
bao cho máu kẻ hùng anh loan đó nhuộm sơn hà. Bà chặt tay tôi nhưng tôi cảm tạ ơn bà. Bà là kẻ có tấm lòng nham hiểm, nhưng nhờ bà mà tôi dứt nghiệp kiếm cung. Cánh tay uy của ta ơi, ta nhờ mi mà tạo nên sự nghiệp quay hùng của người danh tướng. Nay mi phải xa lìa ta chỉ vì sự hiểm sâu ích kỷ ẩn chứa trong lòng dạ của đàn bà. Hãy đi đi tên hàng tước, ta đã rộng tình tha thứ cho khỏi chết, sao còn gào thét kêu than? Đi đi, đi khỏi chỗ này, đừng để cho lệnh bà bận mắt. Phải, ta phải đi. Ta đi gửi thân cuối bãi đầu gành để tìm chân lý. Ta sẽ dắt người đời đi đến bên thương yêu, để cho vũ trụ này không còn lẫn lộn oán ân, không có những sự căm hờn hay những niềm đau khổ cùng như ta đang đau khổ căm hờn. Xin cảm ơn bà đã cho tôi một bài học nghĩa ân. Mà suốt đời tôi còn nghiền ngẫm để biết thành sách sử lưu lại ngàn sao. Thôi, vĩnh biệt. Người đẹp đã vui lòng rồi chứ? Dạ, dạng tạ ơn Chúa con có lòng đối tượng. Nàng thấu hiểu lòng ta rồi đó chứ. Tỳ nữ đâu? Dạ. Ngươi là kẻ có công, ta phong cho ngươi làm trưởng quản cung nhân và cho phép ngươi kề cận lĩnh bà trong cung nội nghe. Dạng tạ tham ơn đại đế. Quân sĩ! Dạ. Hãy hoan hô hoàng hậu Yên Linh và chuẩn bị rước lĩnh bà vào cung nội. Quân lên! Vạn tuế Thạch Thiên Vương! Vạn tuế! Vạn tuế Yên Linh Hoàng hậu! Vạn tuế! Yên Linh Hoàng hậu! Trời! Ái hậu! Ái hậu! Ái hậu! Qua 18 năm sau, thái liền Vũ Lan Dương đã hết xuống nồi đông mai. Mấy nước trôi lặng lờ, dòng thời gian êm á xuôi hừng hờ. Nhưng biết chăng tâm sự có người ta thương. Yên Linh sống với thai họ Vũ, giữa nơi vàng son trốn xanh hoa hồng. Thank you.
cho mau tới giờ tập luyện kiếm cung để được gần nhau. Còn chàng, chàng thì lại thờ ơ như vậy à? Có đáng ghét không chứ? Quan điện tiền ngữ giá cấm vệ trưởng quản lộ anh Tần. Dạ bẩm công chúa, ngu hạ lộ anh Tần chậm trễ để cho công chúa đợi trong, thật đáng tội rơi đầu, cúi xin công chúa rộng lòng tha thứ. Thấy ghét không? Từ nãy cho tới giờ tôi chờ anh, nhưng đâu có phải chờ để xem chừng giữ lễ quân thần, nghe lời trình tấu, nghe tiếng tung hô, nghe những lời khu khang xưa cũ đó. Dạ ngu hạ chờ nghe công nương nói lời tha tội à. Ừ, tha rồi đó. Đứng dậy đi à. Đi à, ông anh. Vạn tạ ơn công chúa. Thấy ghét quá à. Tôi dặn những gì chàng đâu có nhớ. Dạ giờ này là giờ luyện võ của công nương. Không, tôi muốn nói đến cách xưng hô kìa. Ở đây không phải là giữa triều đình hay trong cung điện, chỉ có hai người chứ đâu có hai lai vãng đông người. Sao lại cứ bẩm công chúa, kẻ ngu thần, ngu hạ, ngu hoài à. Nên ngu thật rồi đó. Dạ kẻ ngu nữa cũng còn ngu nữa à. Chàng cứ coi mình là một người anh dạy võ nghệ cho một đứa em gái thì có sao đâu. Có ai giết chàng đâu mà chàng sợ. Dạ tại quen miệng. Hơn nữa bức tường tôn tiên ngăn cách á, thì dễ gì vượt khỏi mà mong. Dạ thôi, xin mời công nương luyện lại mấy đường kiếm pháp. Không thèm. Bẩm công nương liên hoa em. Ừ, vậy đó có phải là vui không? Nè nha. Thôi, không tập nữa đâu. Ủa, công nương lại giận nữa à? Em không có giận, nhưng mà em muốn nói. Công nương muốn nói. Công nương nào? Ở đâu? Quên. Trong buổi sáng bình minh bay liền giữa không trung, kiều liêu loa tình, dẫu gặp khi mưa dầm hay nắng hạ cũng không thay lòng đổi dạ. Nàng là một vị công nương, con của một ông quan quý quyền. Còn tôi chỉ là một kỵ binh áo dài, thì đây có hy vọng gì mà sánh duyên cùng công chúa. Vậy tôi xin liên qua đừng dường nuôi hư anh. Đối với nhau bằng nghĩa anh em, mà đừng nghĩ đến điều tình duyên. Lộ anh Tần à, em không chịu như vậy đâu. Tại sao anh lại dừng bờ ranh huynh đệ, bỏ mặc em một mình lao thân vào dòng sông thân ai dậy dùng cùng phong mà ba nước mắt đau thương ướm mong bằng thương ai nhớ cắm thiêu hoa hồng xuân hồng. Công nương à, công nương đừng mơ mộng, thân lá ngọc cành vàng, trên cao nàng là nữ chúa, còn hạ ngu là kẻ tôi đòi. Không lời giải nghĩa được tình bao giờ tôn công tử.
không làm sao xuyên được liên quan. Kính xin à, công nương thương xót kẻ ngu thần, yêu đương ngang trái hèn sang e khó tròn. Vua cha không thuận tình, còn chi mạng anh tần. Anh đừng lo sợ chuyện miệng giông, dẫu phụ vương không mừng nhưng mẫu hoàng rất thương em. Mẹ sẽ luôn chiều giúp vui ta xuống đề. Xin công nương chớ quá nặng lòng, mà ước mơ và sự thật của cuộc đời khác xa, e sẽ mang khổ lụy khi tình không tròn. Kính chào công chúa. Thưa tướng quân, có một cô gái đẹp không biết gì về việc triều đình, cứ nằng nặc đòi được vào đây để cùng hội diện với tướng quân. Hoàng môn quan bảo tôi vào thông báo cho tướng quân hay để tướng quân liệu định đó. Người yêu của tướng quân đó phải không? Dạ không, tôi không hề quen biết cô gái nào cả. Thì làm gì mà có người yêu? Anh đừng có cãi chối. Đợi nàng vào đây rồi sự thật ra sao sẽ biết. Cấm về. Xin chờ lệnh công nương. Người ra trước ngọ môn báo với môn quan rằng ta cho phép người con gái đang muốn gặp lộ anh tần tướng quân vào đây. Tuân lệnh. Cứu nạn giả dối, đi hèn, khiếp nhược. Dạ. Im, ta không muốn nghe. Trời ơi, chưa nói là bị tán rồi. Dạ bẩm lệnh thiên vương và hoàng hậu cho gọi công nương. Ta xin lỗi, ta đánh hoàng người. Dạ không sao, làm tôi tớ bị đòn cũng như con bữa. Nhưng ngươi vừa nói gì? Phụ vương và mẫu hoàng gọi ta phải không? Dạ, có chuyện quan trọng và cần kiếp lắm. Có chuyện? Chuyện gì đó sẽ không xảy ra ở một giờ phút khác mà lại tới ngay lúc này. Dạ, không biết nữa. Thiên vương và hoàng hậu đang đợi công chúa ở trong cung. Được, tôi vào phục lệnh cha mẹ rồi sẽ trở lại. Tướng quân ở đây chờ hội diện với người đẹp cho thỏa thích. Nhưng nhớ báo với người đẹp chờ tôi một chút để tôi được bái kiến, có được không vậy tướng quân? Dạ, xin lĩnh ý công nương ạ. Cảm ơn. Tôi đi đây. Tôi đi để cho ông được tự do mà tình tự. Trời ơi, Ngọc Hoàng Thượng Đế ơi, ngó xuống mà coi nè. Bà công chúa giận ông quan trẻ lại đánh thằng già, bà bạc tay ngán lửa rồi xin lỗi là quê. Một bụi ai hưởng đâu quan hận trút vào tôi, tai nạn thật kỳ côi. Chú Lữ Đồng đừng có giận, kẻ đang rối loạn. Nói đại là bà ghen nên ta quả tâm tình, vì bà nghe tôi báo có người đẹp đi tìm. Máu ghen trào lên cổ rồi đổ đại vào đầu của thằng vô can nên tôi bị đòn quan. Không ai kiếm tôi đâu, tôi đâu có quen với người đẹp nào. Không phải người xa lạ, nàng Lộ Thiên Nga, con của Lộ Năng. Sao? Lộ Thiên Nga, em gái của tôi đi tìm tôi à? Chắc là có chuyện gì quan trọng lắm nên cô ta mới lặn lội từ nhà quê lên đây tìm chú mày đó. Anh Lộ Anh Tần, thì Nga em, trời ơi em. Thôi để tôi đi ra ngoài canh chừng cho, đứng đây dưng. Thiên Nga em, có việc gì cần kiếp mà em lại thân gái dầm trường phải lặn lội đến tìm anh như vậy? Cha của chúng ta vẫn mạnh khỏe ha em? Anh ơi, cha đã... Sao? Cha đã sao? Có việc gì xảy ra cho nhà ta? Em hãy nói mau cho anh biết đi em, xem lại khóc. Anh ơi, cha đã chết rồi. Chết? Trời ơi, cha đã chết.
Tôi là một đứa con bất hiếu, cha chết không hay, không được vuốt mắt cha, không nghe lời cha trăn trối, không một lại tạ từ ngàn thu nhìn biệt. Cha ơi, cha tha tội cho con. Thiên Nga, tại sao cha chết? Và cha chết từ bao giờ hả Thiên Nga? Anh ơi, giữa đêm ô tịch cha hiền quy yên, sao cơn bão bệnh nay đã ngoài ba năm, và khi cha đang hấp hối trên giường, cứ gọi tên anh không biết đến bao lần, dường như cha muốn tỏ bài tâm sự, chỉ tiếc là không có mặt anh. Mãi đến khi cha không còn nói được, mắt vẫn nhìn như dòng hướng trời xa, rồi thở tắt hơi giữa đêm khuya. Cha chết rồi thì quanh hiu đơn chiếc, chỉ có một mình em khổ biết là bao. Mai sau có bác Lữ Hùng ghé lại, biết được không tin bác liền lo mọi việc, bác kêu gọi người quen thuộc, bạn bè thơ sinh thời của cha, xung nhau họp lẫn lo về cất chôn. Ngày anh đi cha hằng mong đợi tin mừng, nay được nên danh thì cha đã dội ly trần. Chớ quá đau thương, mỗi con người đều do số phận định nào, qua công đó đài sao tránh khỏi cái dòng bệnh lão tử sanh. Bây giờ chỉ còn lại hai anh em, dù sao cha cũng đẹp mà mồ. Em thân gái lên đến nơi đường xa xưa lạ, chỉ có anh là nơi nương tựa. Anh quá đau thương, em sống như thế nào? Thiên Nga, em ơi, cha qua đời sao không tìm gặp anh ngay? Năm trời em mới chịu tới đây, thời gian qua em sống đau buồn. Em còn phải phụng thờ cha non khói, cho trọn phần hiếu đạo. Thôi, bây giờ em hãy ở lại đây với anh, để anh chăm sóc dạy dỗ em, và anh sẽ chọn nơi xứng đáng để lo cho em được yên bề gia thất. Hả? Anh muốn tạo lập gia đình cho em à? Đúng vậy, quyền huynh thế phụ, đó là bổn phận của anh khi cha mẹ đã qua đời. Thôi, anh đừng kiếm chi chọn lựa làm chi cho mất công. Em muốn được cận kề bên anh từ nay cho đến chết hả?
Không được đâu em à. Không lẽ suốt đời em không có chồng? Và không lẽ em kéo anh theo để suốt đời anh không được lập gia đình với bất cứ một ai hết hay sao? Nếu anh muốn khỏi cô độc suốt đời thì anh cứ tạo lập gia đình với... Với ai? Với ai em nói anh nghe coi. Với em nè. Trời trời đất. Em loạn trí rồi hả Thiên Nga? Em điên rồi hả? Em ăn nói được, em ăn nói hồ hồ đồ, giọng đầu xuống đất như vậy đó hả? Trở cẳng lên trời như vậy sao mà em nói được hả Thiên Nga? Thì nói được em mới nói chứ. Nè, em nói những câu quái gở đó, trời đất ơi, ai mà nghe cho được? Thì anh nghe chứ ai nghe. Dầu không nghe được anh cũng phải ráng nghe. Trời ơi. Thiên Nga, anh giết em, anh bóp cổ em, còn hơn là anh có một đứa em bất chấp luân thường đạo lý như vậy được. Trời ơi, đồ khốn nạn. Đây, đừng nóng. Khoan, trời, đừng có nóng, để em nói nè. Đó không phải là ý của em mà tự chăm đi. Và cha cũng có lời đăng trôi. Nè, nghe chưa? Đừng có bài điều để dối gạt anh. Cha chết chỉ có em bên mình. Em bịa chuyện rồi lại cho cha. Anh chẳng tin lời thì tùy ý anh. Cha ước mong sao chúng ta thành chồng vợ. Có lẽ cha già nói sẵn lúc hôn mê, chớ lý đâu cha lại tá thành cho em mà làm vợ của anh được hả? Nè, đọc bức thơ tuyệt mạng để hiểu rành, rồi sẽ liệu đời mình ra sao. Đó, coi đi biết. Lộ anh Tần con, 18 năm trước khi Lạc Dương Thành thất thủ, thì Lữ Đồng bí mật sai người đem đến giao cho ta một đứa con trai vừa lên 7 tuổi. Đứa bé đó tên là Vũ Bình Quy, con của quan tổng trấn Vũ Bình Phương. Được ta cải tên lại là Lộ Anh Tần, tức là con đó. Vũ Bình Quy cháu, cháu phải ráng thu phục lòng thương yêu của ba quân tướng sĩ, nhất là phải được lòng của bá tánh nhân dân thì mới mong mưu đồ việc lớn. Còn về phần Lộ Thiên Nga con của ta, rồi đây đời nó sẽ bơ vơ không nơi nương tựa, nhưng nhớ tới cháu ta cũng được yên lòng. Và bỗng nhiên ta lại ước mong sao hai trẻ được nên duyên chồng vợ. Đó, thấy chưa? Vong linh của ta sẽ được ngậm cười nơi chính suối. Mong cháu không phụ lòng kỳ vọng của người quá cố. Vĩnh biệt cháu, Lộ Năng biệt ký. Trời ơi, cả một màu đen tối đã phủ trùm lên đời của ta mà ta không hề hay biết. Còn Thiên Nga. Thiên Nga cái gì? Tại cha giết ở trọng cha nói như vậy, chứ bộ em suối cha sao mình làm gì dữ vậy? Chưa gì mà đòi đánh người ta, chửi người ta. Hồi nãy nếu mà tôi đỡ không kịp lũng hóa tôi rồi sao? Tôi biết mà, mấy năm xa nhau bây giờ anh đổi tánh rồi. Bây giờ Vĩnh biệt. Khoan Thiên Nga, nghe nói mà gì mà vĩnh biệt, chưa gì hết. Em định đi đâu? Nói lời an ủi. Em hiểu rồi. Có lẽ lòng anh bối rối vì đã tôn thờ một hình bóng giai nhân, một tình yêu của người ngọc ở lầu vàng. Thiên Nga, em hãy nghe anh nói mà. Dù đời em giờ như cánh chim mồ côi, lùng chia tay
xuân về, bận lòng nhau chi cho đớn đau gây buồn phiền. Không, Thiên Nga em đừng, lòng anh thương yêu em mà. Nhưng em đâu cần tình yêu do anh ban ơn thì thôi. Tha xa nhớ thương tình yêu, còn hơn gượng sống gây đau sầu ngàn. Thiệt à ha, anh hứa anh yêu em, anh đừng bỏ em mà nha. Em đừng có nói như vậy, anh hứa anh yêu em và sao? Anh với em sẽ nên duyên chồng vợ. Nhớ rồi nha, nhớ cha viết chồng vậy nè. Anh nhớ chứ, anh sẽ nghe theo lời cha mà. Anh em. Cha cha, ngộ quá. Chim trời chắp cánh tung bay, chẳng cần hay biết có ai bên mình. Chú Lư Đồng, vậy mà làm tôi giật mình. Dạ, dạ, chào ông. Đừng ngại cháu gái, hồi nhỏ tôi cũng vậy chứ có khác gì đâu. Cho tới bây giờ lớn tuổi rồi tôi cũng cũng còn la ra như thường à. Ủa, mà sao hai đứa là anh em? Ủa, sao kỳ cũng vậy? Dạ, chú coi thơ này rồi sẽ biết ha. Vậy cũng gọn ha. Công chúa Thạch Liên Hoa trở lại kìa. Công chúa Gia Lâm, công chúa Vạn Tuế. Ai vừa tung hô đó? Dạ tôi vừa thấy dạng công chúa từ xa, tôi vội tung hô để tỏ lòng thành kính mà. Lòng thành kính đem bày tỏ không đúng lúc, có khi phải bị rơi đầu đó. Tôi đâu có về, tôi nịnh không có duyên. Đi chỗ khác, ra ngoài mau. Mau. Tuân lệnh. Nàng này là ai? Thiên Nga, em hãy ra mắt công chúa đi em. Dạ, tiện nữ Thiên Nga xin ra mắt công chúa à. Miễn lễ. Nàng kia, nghe cho kỹ và trả lời từng câu hỏi của ta. Dạ, thưa công chúa, em tôi ạ. Em Thiên Nga. Chàng làm cái gì kỳ vậy? Hãy đứng yên đó. Nàng kia, nàng là gì của lộ anh Tần? Dạ tiện nữ. Dạ là Thiên Nga, là em họ của lộ anh Tần ạ. Chàng hãy nín đi. Thiên Nga, tên đã đẹp mà người lại càng tuyệt đẹp. Ta là con gái mà ta thấy còn mê, huống chi là đàn ông con trai cùng trăng lứa. Nàng kia, nàng biết lộ dũng sĩ đây bà cô thân thuộc như thế nào? Dạ em họ, trả lời đi em. Im, để cho nàng trò chuyện với tôi. Có gì mà chàng tỏ ra bối rối như vậy? Thế nào, bà con ra sao? Dạ tiện nữ là em. Em họ. Dạ là em nuôi. Dạ, dạ họ nuôi gì cũng vậy. Dạ, dạ xin công chúa cho em gái tôi về nghỉ ạ. Không được, ta còn hỏi nữa. Nàng đến đây với lộ dũng sĩ, rồi nàng ăn ở ra sao?
Không lẽ hai anh em xứng đôi vừa lứa là ở chung một căn phòng xinh đẹp? Dạ, ở riêng à. Thế nào, nàng có nghe ta nói hay không mà không trả lời vậy? Dạ thưa bà, không những tôi nghe thật rõ câu hỏi của bà, mà tôi còn hiểu được tại vì đâu mà bà mới hỏi tôi như vậy. Và những câu hỏi của bà đã làm cho tim tôi phải xót đau hơn ngàn lần. Bà dù đau để giết chết một đời qua bằng những tiếng ngọt ngào bà xứng hô. Mà cũng không làm phiền công nương. Thôi em đừng nên tủi hận cho phận mình thầm yêu. Anh sẽ như bên đầu chờ đón chiếc đò. Xin công nương đừng có quá bận tâm đến những lời mập mờ của đứa em khờ dại. Thiên Nga, anh thấy em mệt đó, em đi nghỉ cho khỏe đi. Đấng anh hùng mã tử cũng quá xa hèn yếu, trước cảnh rực rỡ xa hoa của đời nhung gắm son vàng. Tôi chỉ là một cô gái quê mùa mộng mà làm sao được với bà hoàng. Không khác biệt là ai cũng có một tâm lòng yêu tha thiết, tim nhói đau khi bị tranh đoạt tình yêu. Vì chỗ giống nhau đó giữa hai người con gái nên tôi mới dám bảo gan nói thẳng với bà rằng bà đừng mong dựa vào thế lực thì buộc tôi phải âm thầm Nga. Tiện tiện hỗn láo. Thiên Nga, đừng phạm thượng. Không, em không chịu nổi sự tủi nhục này. Vậy chàng và bà công chúa hãy giết em đi. Giết em đi thì mới mong được nên duyên mà không ai phá rối. Giết em đi. Thưa, bây giờ vỡ lẽ ra thì hết anh em mà là chồng chồng vợ vợ. Ta không để cho kẻ khác chen vào chiếm đoạt đâu. Quân sĩ, đánh con tiện tì này 20 trượng về tội xảo trá cho ta. Con đưa lên. Đưa roi cho ta. Khoan, xin công nương hãy dừng tay suy xét lại mà thương xót. Thiên Nga là phận đào tơ liễu yêu cũng như nàng. Tôi với Thiên Nga là anh em không cùng chung huyết thống,
anh sống nhiều kỷ niệm. Như thế là chàng đã lòng để dầm nát tim ta. Xin công chúa hãy xét suy dùm cho cảnh luân lạc của hai tôi. Đừng nóng nổi gây thảm sầu đài đó một đời qua. Trong khói lửa tinh đau tôi thành ra đứa trẻ không còn cha mẹ. Cha của thiên nga đem tôi về nuôi làm để chúc thơ để lại. Ước mong cho tôi với thiên nga nên nghĩa vợ chồng. Tôi ở tại hoàng thành tôi nào hay biết đi đâu. Nhưng tôi đã hứa bảo bọc thiên nga vì nàng đang cô độc mơ. Chàng có lý của chàng, nhưng ta muốn biết bây giờ giữa ta và nàng này chàng sẽ chọn ai? Chỉ một tâm tình hai lối rẽ, biết về đâu ta, biết về đâu. Trời ơi, tức chết đi nè trời. Sao bây giờ tôi đứng với ai đây? Dạ có tôi. Muôn tâu xin công chúa yên tâm, vì trong hoàng thành cũng như ngoài biển ải lúc nào cũng có hạ thần túc trực. Phó tướng đến kịp lúc, ta nhờ phó tướng giúp ta một việc. Xin công nương dạy bảo. Giam hai kẻ này lại. Lộ Anh Tần, dũng sĩ của hoàng thượng. Phải, Lộ Anh Tần đã dắt tình nhân vào đây làm ô uế vượng qua trong sạch của ta. Ngươi có biết nơi đây là cung cấm, chỉ có các quan đại thần mới được phép ra vào. Cẩm vệ, giam hai tên này lại. Khoan, hãy tạm giữ Lộ Anh Tần nơi phạm xá. Giam nàng này. Không còn gì để nói, hãy đưa hắn vào ngục tù mà nghiền ngẫm ân tình. Quân sĩ dẫn đi. Thiên Nga, Thiên Nga. Lộ Anh Tần. Giam nàng này vào để đâu? Khoan, này phó tướng, ta nhận thấy nàng này là một trang tuyệt sắc. Mặc dù không có điểm trang, nhưng không giấu được vẻ yêu kiều diễm lệ, phải không phó tướng? Bẩm công nương, quả thật công nương có mắt tinh đời và thẩm mỹ. Ngài đã lập được nhiều công trạng với phụ vương, nên tôi muốn tặng nàng cho ngài đem về làm hậu thiếp. Như vậy ngài có vui lòng không? Ý của công nương là vàng ngọc, hạ thần đâu dám chối từ. Hỏi phường gian ác hãy giết ta đi. Ai nương, tại sao lại giận? Một trang tuyệt sắc thì phải có chồng tức trọng quyền cao mới hỏi phi công của tạo hoa chứ. Khốn kiếp, đừng hòng chạm đến thân ta. Hãy khôn ngoan lẳng lặng vâng lời. Bồ ta ra. Chào công chúa. Lô La, rút lui, nhanh lên. Đem đi trước lẹ đi, để ta đoạn hậu. Quân canh gác ở đây ta đã gửi xuống âm phủ hết rồi. Còn ông muốn sống hay muốn chết? Muốn chết. Bắt chết. Muốn sống thì trời ơi, chết ai muốn. Muốn sống thì cấm miệng lại. Cái ông nhỏ này mặt có bộ hơi quen rồi nghe. Ta ăn cướp mà nhà ngươi dám nhận là quen sao? Quen thiệt mà. Ông ơi, ông tên gì đó ông nhỏ? Lão, ta đánh cho nhà ngươi chưa thối làm quen ẩu. Trời ơi, tiếc là quân ăn cướp mà.
Quân sĩ, mau theo ta truy nã bọn cướp. Kìa, nhà ngươi làm gì ở đây? Dạ tâu hoàng thượng, con canh gác ở đây. Bọn cướp nó tràn vào, con ngăn lại, đánh như nó quá trời quá đất, rốt cuộc bị nó đá vô ba sườn gãy như rôm rốp. Bọn cướp đi đường nào? Dạ, nó đường này. Quân sĩ, theo ta. Hòa tượng, tại sao lại có cướp ở đây? Tâu hoàng thượng, bọn này chắc là bọn của Cẩm Sơn Dương Lưu Cẩm Bình, cựu thần nhà Tần, hiện đang chiếm giữ Hổ Đầu Sơn, mà giết này thần đã tấu trình cho quân Dương ngày trước. Người dẫn quân đuổi theo bọn cướp rồi ghi dấu lại để chỉ đường cho đoàn quân tập hợp. Dạ, tôi bị nó đánh gãy sườn sườn rồi, mới cho tôi lại tôi giữ thành. Đi hay là chết? Đi chứ, trời sao ai cũng ham chết thôi. Tiến binh. Hòa tướng, như vậy là bọn Lưu Cẩm Bình nó khinh khi ta quá rồi. Lộng quá rồi. Hòa tướng, hãy truyền lệnh cho đoàn quân hộ tướng phải chỉ huy tất cả các đội binh vùng bảo vệ chặt chẽ và chặn nát Hổ Đầu Sơn, giết cho được tên cướp Lưu Cẩm Bình. Kẻ có liên can phải được tru di ban tập. Vậy hòa tướng mau lập tức thi hành, ta sẽ đem quân tập hậu theo liền để kịp thời giải cứu con gái của ta. Dạ muôn tâu thần vô cùng lo ngại, sợ quân ta không chiến thắng nổi tướng giặc Lưu Cẩm Bình. Người muốn nói đến việc chúng ta bị hạ đến hai thành? Không, ta phải san bằng tất cả Hổ Đầu Sơn. Muôn tâu, quân ta không còn sắc bén kể từ khi hoàng thượng tức vị ngôi trời. Vì sao? Vì cơ tại vì sao? Vì họ có vợ con an hưởng cảnh gia đình, không thích xông pha ngoài trận mạc, tăng tên hổng pháo phi ngựa giết người. Kể từ khi quân ta chiến thắng Lạc Dương thành thì quân của mình không còn hăng hái như trước kia. Không nên xem đó là một điều tai họa. Chúng hung nô đã từng rạng danh hào kiệt, dầu thời bình hay trong chinh chiến, họ vẫn hằng ngày tháo luyện bao quân, thì sẽ chỉ lũ cướp của giết người mà ngươi khen kẻ thù làm nhục nhễ khí quân ta. Cứ ưu nhịn ta cho phát pháo để cờ xúa binh hùng tận diệt Hổ Đầu Sơn. Tướng lĩnh! Hoàng thượng, con tôi đâu? Thạch Liên Hoa đâu rồi? Ai hậu bình tĩnh, ta sẽ đem binh đi làm cỏ bọn cướp Hổ Đầu Sơn, đem con ta về. Trời ơi, con ta đã bị cướp mất Liên Hoa con. Trời ơi, phải chăng đi là định mệnh, suốt đời ta phải đau khổ vì con. Hoàng thượng hãy mau tìm kiếm con tôi, không thì tôi chết mất. Đó, ai hậu có thấy không, 18 năm nay ai hậu cứ cản ngăn không cho ta đi chinh phạt, để bây giờ thế giặc lại bành trướng, nó lại dám bắt cả con ta. Ai hậu hãy thay ta mà lo việc triều chính, để cho ta ra trận bắt Cẩm Sơn Dương đem về để trị tội. Quân sĩ, yeah, hãy tăng cường binh lực giữ gìn hoàng thành, cấm vệ quân, yeah, theo ta xuất trận. Ngọc Quân em, ta nghe hoàng thượng nói tới bọn cướp Cẩm Sơn Dương, vậy Cẩm Sơn Dương là ai? Tâu lệnh bà, em có nghe Cẩm Sơn Dương chính là Lưu Cẩm Bình, vì không hàng phục nên lập gian san riêng, quy tụ các bộ tướng của Quan Tổng Trấn ngày trước chống lại Thạch Thiên Dương để trả hận thất thủ Lạc Dương thành. Trời ơi, nếu vậy thì có thể hai con ta đang cùng ở trong đảng cướp. Trời ơi, tại sao sắp bài chỉ cảnh tình ngán trái, cuộc nhục tình thắm phải tàn hại lẫn nhau. Giờ đây Thạch Dương kêu quân chinh phạt, nếu phải là con ta thì biết có thoát khỏi tay hắn hay không? Bẩm linh bà, bây giờ còn cách này mai ra còn kịp. Cách nào? Dạ, linh bà hãy ban lệnh tha tội cho dũng sĩ Lộ Anh Tần ra khỏi phạm xá, để tìm đường tắt lên sơn trại giải cứu công chúa và dò la tin tức của nhị vị công tử. Lộ Anh Tần là một dũng sĩ mà ta có lòng cảm mến, nhưng tại sao Lộ Anh Tần lại bị giam? Dạ,
Không hiểu Lộ Dũng Sĩ làm gì phật ý công chúa, nên công chúa đã ra lệnh tống giam hồi chập tối này. Em hãy mau tới phạm xá truyền lệnh ta tha tội và đưa Dũng Sĩ tới đây. Dạ. Tâu hoàng hậu, kẻ hạ thần đắc tội, mong hoàng hậu rộng dung. Ô kìa, Lộ Dũng Sĩ, lệnh ta chưa tới quân lao, Dũng Sĩ làm sao mà thoát được? Muôn tâu xin hoàng hậu xá tội. Khi nghe tin công chúa lâm nạn, thần quá nóng lòng nên vượt ngục để tìm kiếm vợ hiền và cứu nguy cho công chúa. Vợ của Dũng Sĩ là ai? Sao ta chưa nghe nói tới bao giờ? Tâu hoàng hậu, vợ của hạ thần là một cô gái quê mùa chất phác tên là Thiên Nga. Vừa đến hoàng thành thì đã bị phó tướng giam giữ mà thần không biết ở nơi đâu. Quân sĩ, truyền cho phó tướng Thiết Đầu Đà đưa nàng Thiên Nga tới đây phục lệnh. Đội ơn hoàng hậu. Dũng Sĩ, cha mẹ của Dũng Sĩ hiện giờ ở đâu? Tâu hoàng hậu, hoàng hậu nói đến cha mẹ của hạ thần làm cho hạ thần thêm tuổi. Tại sao vậy? Tâu hoàng hậu, từ thuở mẹ thơ ngu hạ là đứa trẻ mồ côi không tình thương của cha mẹ, sống với người dưỡng phụ trong cảnh gà trống nuôi con cho đến khi khôn lớn lên người, rồi một đêm kia cha của hạ thần xa lánh cõi đời, thần chỉ còn biết an vui với nắng sớm mưa chiều dầu dãi phong sương. Có nhiều khi thần muốn tìm những người già nua tuổi tác đem về quảng dương để được gọi bằng hai tiếng mẹ cha, cho cuộc đời đỡ lạnh lùng trên bước đường cô nữ. Muôn tâu hoàng hậu, phó tướng đã cái binh lên Hổ Đầu Sơn để đem theo bên mình cô gái tên Thiên Nga. Lui, phó tướng có dụng ý gì lại đem cô gái ấy theo khi lâm trận như vậy kìa? Trời ơi, Thiên Nga, Thiên Nga, cớ sao trái ngang quan nghĩa, đọa đài thân phận nữ nhi. Chồng mình chưa hót đã tan, thân tơ đào giữa chốn gian nan. Nhìn anh hùng đau thương, tim ta càng chạnh tâm lòng sẽ đau. Thời gian phải cứu nguy, thần xin phép ra đi. Kính xin hoàng hậu thuận tình ban ơn, cứ nguy bạn ngọc đang tâm dòng tay ương. Chứng kiến nỗi đau khoai kẻ yêu nhau mà ly biệt, ta chẳng nghĩ đời ta mà cảm thấy sẽ lòng. Ta muốn cho từ nãy Dũng Sĩ Lộ Anh Tần được xem ta như một người hiền mẫu, để ta chơi nhớ thương hai đứa con trai bạc xu. Mà Dũng Sĩ mồ côi cũng đỡ phần khao khát tình thương. Dũng Sĩ, đội ơn hoàng hậu, lượng biển trời ấy thần hạ đã khắc ghi vào tâm khảm. Còn bây giờ thần xin giả từ để kịp thời giải cứu công nương. Khoan, Dũng Sĩ có cần ta cấp thêm binh mã? Thần xin đi một mình để dễ bề ẩn tránh. Đến Hổ Đầu Sơn, ngoài việc cứu công chúa, Dũng Sĩ hãy cố gắng xem bọn sơn đầu của mấy viên tướng trẻ và báo tin về cho ta biết nha. Thần nguyện đem thân này đáp đền ơn tri ngộ, xin tạ từ hoàng hậu. Được. Lộ Anh Tần, một con người lưu lạc đơn côi, sao có hình dạng giống tạc chồng ta ngày trước? Lại trời.
lại trời phò hộ cho Lộ Anh Tần. Thầy bói mù này xin được vào ý kiến lệnh bà để báo cho lệnh bà biết những điều hung kiếp. Sao ông biết được lòng ta đang bối rối mà xin vào đây để đoán chuyện kiếp hung? Dạ, kẻ hàng này đã học khoa thái ất từ thuở chưa mù, nên muốn đem sự hiểu biết giúp người có tâm sự khổ đau, quay về quá khứ chứ với niềm sầu tủi, hay là nhìn thấy tương lai mà hy vọng được sống những ngày tươi đẹp. Nếu thật có tài thì mời thầy gieo quẻ. Dạ, xin lệnh bà hãy thành tâm cầu nguyện. Dạ, xong rồi. Bẩm lệnh bà, cứ theo những tiếng xưng hô kia thì lệnh bà đây là mẫu nghi thiên hạ, là hoàng hậu giữa cung vàng, nhưng sanh nhầm cung ly phải xa những người thân yêu. 18 năm qua dâu bể đổi thay, bà mất con mất chồng rồi lại chấp nôi tơ hồng với kẻ thù chiếm non sông. Sự thế xảy ra do nơi cửa tạo sắp bài, chứ ta nào có vui gì, nhưng ta phải sống chờ tình con. Thế nên hồn ông chẳng thiêu dư vẫn đeo mãi bên bà, như hận quan trách hồng rằng bà chẳng biết thương con. Có lẽ cánh vàng son nhung gấp điện ngọc cung vàng làm chết liễm những tâm tình, nên bà đã quên con trẻ. Đến nay con bà đã khôn lớn nhưng chẳng biết mặt mẹ cha, bám vào người dân để mong nhờ chút tình thương. Trời ơi, người chết hiện linh, sao không hiểu được lòng ta vẫn để hồn mơ hình bóng cô. Và niềm đau khổ mất con khiến cho ta phải trằn trọc suốt đêm dài. Nỗi nhớ niềm thương tràn ngập ở tim này, người ơi lòng ta chẳng khác nào vũ trụ buồn, không có dần dương xoay rồi đêm đêm xe sắt buồn nhớ thương ngày ngày tựa cửa đợi tính chồng đã nhàn thu nhìn đi còn mong chi có gì tao không. Lệnh bà đã trông thấy chồng của lệnh bà chết thật, hay là lệnh bà chỉ nghe nói lại mà thôi? Nếu chết thật thì tội nghiệp thay cho một linh hồn chết mà chưa yên giấc. Người ơi, chồng tôi đã chết một cách đau thương, tôi hại buồn lạc dương chìm đắm dưới lửa hồng, chả
đáng chết vì tên Lữ Hùng phản bội, quên nghĩa kim bằng, quên tình chủng tộc, theo gót xâm lăng. Còn ta, ta vì muốn trả thù chồng và đời tinh con, nên phải nén buồn đau để làm một bà hoàng. Ta đành phải mang tiếng xấu muôn đời, làm hàng gái xuống sơ chiều tần, không dám toàn chung thủy, chớ nào ai hiểu được lòng này đã chết hiểm từ lâu. Người cũng thấy đó, ta đã sống trong địa ngục cung vàng, mà lòng thì luôn luôn sầu khổ. Kinh Tâu Hoàng Hậu, nỗi sầu khổ của bà còn được âm êm trong cung điện. Bà có biết đâu ở trên bên vàng có một người thợ công đang khóc than lạnh lùng, buồn cho duyên kiếp nát tan gia đình hẳn tình mãi vẫn vương. Thằng Dương coi như tôi
là những dân thơ của Lữ Hùng đã nói lên đền quốc cần của ca, vì yêu nước thương dân mà chịu sự kinh khi mai mẹ của người đời. Hùng dạy cô cho vũ bình phương nên người phải cầm tiếng ngàn lời. Thầm kia là con đường bí mật thông suốt từ hoàng thành đến dòng đại tỷ Hà Giang. Tội nghiệp tay cho Lữ Hùng là một nghĩa sĩ đã thi ân lại được trả bằng oán hận. Một hình phạt ghê gớm bộc phát từ lòng dạ của người nông nổi, vội mượn tay kẻ thù sát hại đấng hùng anh. Trời ơi, ta đã gây ra một quan án chỉ vì thương chồng. Tâm linh ta thầm bảo ta dai nợ máu. Như con người là ai mà biết cả sự đời của một bà hoàng hậu? Có phải người là bà? Bà ơi, xin bà đừng nổi đoan. Phải chăng bà muốn nói tôi là Vũ Bình Phương Tổng Trấn? Âu lĩnh bà, tôi làm gì được cái vinh dự là một anh hùng của đất nước Lạc Dương? Bà ơi, tôi chỉ là một thầy bói mù lòa bóng quang, không còn muốn mở mắt đi nhìn cảnh vật chung quanh. Vì đôi với tôi nó đã trở thành vô nghĩa. Người ơi, người đã làm cho tôi vô cùng đau khổ, nhưng tôi không hề oán hận. Mà tôi gian xin người cho tôi được gặp Vũ Bình Phương cho lòng này thỏa dạ chờ mong. Vũ Bình Phương, bây giờ anh ở đâu? Vũ Bình Phương, yêu thương nhiều ngàn trái cách đi kỷ niệm đâu. Vũ Bình Phương, đây là những kỷ vật của chồng lĩnh bà nhờ tôi trao trả lại. Kỷ vật này là kỷ niệm ngày hôn lễ hai con em vàng chắp cánh tung bay. Vẻ oai hùng không mất hẳn theo thời gian. Chàng ơi, chàng đừng bỏ em mà ra đi nữa nghe chàng. Không, đây không phải là nơi chim bằng làm tội. Vì bà còn bổn phận đối với Thạch Liên Hoa. Vì bà hãy lo cho con bà. Còn ta đi tìm kiếm hai con. Thôi, đã hết. Không, Vũ Bình Phương, Vũ Bình Phương, hãy nghe nói, Thạch Liên Hoa là...
Đây là đâu? Dạ đây là tụ nghĩa đường. Nhưng giờ này các đầu lĩnh đang lo thao vật lâu la nên vắng vẻ. Ta sẽ tha cho nhà ngươi được toàn mạng, nhưng phải trả lời những câu hỏi của ta trước đã. Nếu ngươi còn chần chờ làm náo động thì gươm này sẽ xuyên qua bụng ngươi. Dạ. Biết chưa? Dạ. Ai sai mày ám sát ta? Ai? Dạ phó tướng Thiết Đầu Đà mướn tôi. Thiết Đầu Đà? Tại sao hắn lại sai ngươi ám sát ta? Dạ vì phó tướng đã ngầm tư thông liên kết với Hổ Đầu Sơn để đoạt ngôi của Thạch Thiên Vương, mà ngài là một trở lực cần phải thanh toán trước. Vì vậy việc bắt cóc công chúa là do phó tướng âm mưu với bọn cướp à? Dạ đúng vậy, đó là mưu nhử cọp ra khỏi hang để dễ giết. Công chúa bị giam giữ ở đâu? Dạ trong một căn phòng ở bên này. Dẫn ta đến chỗ giam công chúa Thạch Liên Hoa, mau lên. Bộ ông muốn cứu công chúa sao? Đừng có hỏi lo thôi nữa, chết bây giờ, đi mau. Dạ đi liền. Lâu La. Dạ. Yeah. Chuẩn bị tủ nghĩa đường để đêm nay chúng ta uống rượu chung vui. Lưu Cẩm Hoàng con. Dạ. Ta vui mừng thấy con đã tỏ ra hào hùng. Việc bắt cóc Thạch Liên Hoa, con đã làm chấn động cả triều đình và cả Thạch Thiên Vương cũng khiếp vía. Dạ thưa cha, nếu cần xin cha cho con lén vào thành nội giết luôn tên bảo chúa. Như vậy mới đúng là con nhà võ tướng. Thưa cha, con vẫn chưa được tội nguyện vì chim bằng chưa vỗ cánh vượt phong ba. Thấy con quả cảm và đầy nhiệt huyết, ta bằng lòng. Việc con chống triều đình thì chúng ta còn yếu lắm, chẳng khác nào châu chấu đem chống xe. Vì thế cho nên cha chim cứ rừng nuôi hổ đầu, là mong chiêu mộ các bậc anh hào để cùng cha lo mưu đồ đại sự, và hết mây buồn để mấy sáng trở lại Lạc Dương. Nhưng 18 năm qua cha chưa tội nguyện, đã trải nhiều nguy nan nhưng chưa sợ già. Vừa nuôi rừng chỉ có hai cha con ta. Dạ thưa cha, ngày nay con đã nên sáng hào kiệt, con sẽ thay cha lo những điều trọng đại. Thanh gương này con nguyện thiên đông, sông nước xa trường lập nên những chiến công. Nhưng con phải nên ghi nhớ điều này, tuyệt đối là không quấy nhiễu lương dân. Chỉ lấy của tham quan và đánh phá triều đình, mộng của ta là khôi phục thành Lạc Dương. Bẩm phó trại chủ, Thạch Thiên Vương cái quân rầm rộ đến gian rừng hướng Tây và hạ trại đồn binh bên bờ suối. Truyền lệnh cố thủ, chớ đừng vội giao chiến với quân triều. Tuân lệnh. Dạ thưa cha, xin cha hạ lệnh cho con xua quân giết giặc. Con đừng nóng, Thạch Thiên Vương chưa dám động binh vì hắn còn lo ngại đến sự an nguy của con gái hắn đang bị chúng ta giam giữ. Bây giờ cha con ta đi xem thử tình hình quân nghịch rồi sẽ liệu mưu đánh phá. Chúng nó đi khuất rồi. Lộ anh Tần chàng. Bẩm công nương, bây giờ phải lo thoát thân. Việc gì thì hãy đợi khi về đến Lạc Dương Thành rồi sẽ nói. Công nương hãy giữ quy hiệu này để phòng khi có ai hỏi đến. Ngươi dẫn đường đưa công nương đến trại quân của Thạch Thiên Vương, ráng bảo vệ công nương cho cẩn thận. Khi về đến Lạc Dương Thành, ta sẽ thưởng công ngươi xứng đáng. Còn bây giờ thì ta phải đề phòng, khi ra khỏi sơn trại công nương sẽ mở trói cho nhà ngươi. Chàng chu đáo quá. Sự phản trắc đã có sẵn trong lòng dạ của con người, nó rất nhạy và thường hay đột biến. Xin lỗi nha. Chịu phiền một chút rồi ta sẽ đền đáp lại gấp 10 công khó nhọc của người. Còn chàng, công nương cầm kiếm này để phòng thân, và công nương tâu với hoàng thượng là cứ xua quân theo ngã địa đạo mà vào, tôi ở lại để làm nội ứng. Ngươi đi trước dẫn đường đi. Thật là vạn hạnh,
mời phó tướng vào để cùng nhau uống chén rượu mừng hạnh ngộ. Đa tạ, đa tạ. Mời đại sư. Cảm ơn phó chủ trại. Ồ, sao quý có ông kiên cố quá mà cách tổ chức ông lại chu đáo vô cùng. Cảm ơn ngài đã quá khen. Mời đại sư ngồi. Lâu la. Dạ. Rượu. Mời đại sư luận lý tao ngộ. Ừ. Ta đã giúp cho phó trại chủ quy danh lừng lẫy. Sơn Dương đã hài lòng chưa? Dân hài lòng lắm. Xin cảm ơn ngài. Đừng cảm ơn xuông. Hãy nhớ lời giao kết với nhau là tốt hơn hết. Đại sư đừng lo, việc đó là lẽ tự nhiên. Vì khi bắt được Thạch Liên Quan thì dân ta gian dội khắp triều đình. Thạch chúa đã cử đại đội hùng binh đến hộ đầu sơn. Nhưng ta sẽ bất thần xua quân dây mọi mặt, rồi cầm giữ hắn giữa trận tiền, cho binh sĩ tinh thần hoang mang chỉ lo việc chống ta. Thì bên trong tướng quân lo sắp đặt mấy đội hùng binh để lật đổ ngôi vua. Ta tin dùng nơi cấm sơn dương, nếu ngay giặc đại đế về, ta tướng không trọng hậu ơn người khó nhọc. Đó là việc mai sao ta nên gác lại để làm những điều trọng đại. Kế hoạch của chúng ta đã sắp hoàn thành rồi, còn gì nữa mà phải bàn. Chỉ cần có một điều là phó trại chủ phải nhớ lời giao kết. Ta hứa thì ta sẽ nhớ lời. Ta chỉ sợ thiết độc đà chỉ dùng ta theo kiểu dắt chanh rồi bỏ vỏ. Sơn Dương quá đắn đo làm mất cả tình đoàn kết. Ai lại dùng thủ đoạn để hẹn đó để đối xử với người để giúp ta nên nghiệp cả? Ta mơ ngày trở lại Lạc Dương Thành thật là một ngày rực rỡ quý hoàng. Phải, ngày ấy ta với Sơn Dương sẽ cạn chén với anh Trăng Ngà, có các mỹ nhân yêu kiều hầu hạ. Phải vậy không Sơn Dương? Uống rượu mà nhắc đến giai nhân sao ta thấy như thèm khát. Nhưng ở đây dây nhân khó tìm lắm. Chút nữa Sơn Dương sẽ thấy. Ta muốn cùng với người đẹp khắc ghi nhiều kỷ niệm. Vậy Sơn Dương vui lòng cho ta mượn đỡ nơi đây từ giờ cho đến sáng. Ngài cẩn thận quá. Đi đánh giặc mà cũng có đem theo mỹ nữ à. Vậy ta đành cho ngài một căn phòng bên phải để ngài trọn hưởng một đêm say mộng đẹp. cảm ơn Sơn Dương. Chúc phó tướng một đêm quan lạc. Chào ngài. Quân. Dạ. Đưa nàng đến đây cho ta. Khốn kiếp, đây là đâu? Nhà ngươi đưa ta đến đây để làm gì chứ? Sao ai nương lại hỏi ta điều đó? Ai nương ơi, đây là một nơi huyền diệu, có gió nuôi trăng ngàn, có suối reo chim hót, để ca ngợi mối tình của viên thượng tướng với nàng tiên. Lại đây với ta ai nương. Ai nương. Hãy Giang ra. Giang. Nhà ngươi là một kẻ thất phu sao chẳng biết khôn người. Tôi đang cha ta mà tâm địa để hèn, sao chẳng lo giữ bề đạo đức mà lại còn ghẹo nguyệt kiêu qua. Đâu dễ gì lung lạc được lòng ta. Ta đã nguyện vẹn giữ tiết trinh, nếu cùng đường ta thà chết là hơn. Ai nương ơi đừng nóng nảy giận, lòng ta đang sống lại tuổi ngày xanh. Không, hãy đứng lại, đừng đụng tới mình ta con hùng già đói khát. Ta thề sẽ giữ cho vẹn toàn chân tiết, chẳng chịu lắm buồn nhờ vô quen ổ tâm mơ chung tình. Yeah.
chờ đợi ai nương rót rượu mừng ta rồi cùng vào trong an nghỉ. Hắt đầu đà. Nếu người cuồng giống sẽ nhận trong tay xác chết liệt trinh này, người đừng móng chiếm đoạt thân ta, hồn ta sẽ về với người thương cho gian tình chung thủy. Gạo soi lăng hung tàn ác quỷ, người đừng móng nuôi cuồng giống chiếm đời qua. Ừ, nàng mắng nhiếc ta. Được rồi, nàng chờ ta uống thêm vài chén rượu nữa rồi thì chuyện đâu nó cũng sẽ vào đây. Ngươi định làm gì ta? Ta sẽ nâng bàn tay ngọc của nàng lên lòng ngực, cho nàng nghe tiếng tim ta thổn thức cùng với tim nàng hòa chung một nhịp. Nàng ơi, đây là non bồng nước nhược, tình của ta sẽ ghi tại hổ đầu sơn. Trời ơi, bớt người ta. Đừng kêu la vô, ở đây chỉ có nàng với ta thôi. Đừng láo. Còn có ta đây, đừng vội vui mừng. Mi muốn cướp nàng. Mi là ai? Nếu ta muốn cướp thì sao? Ta sẽ giết nàng này trước. Chết ta rồi. Quân sĩ, thích khách, Sơn Dương, Sơn Dương. Ủa, ai lén trợ giúp ta hay là muốn giết ta? Ai? Nàng hãy theo ta, nhanh lên. Nhưng ngươi là ai? Nàng đừng vội biết, nhanh đi. Kẻ kia thì là ai? Nếu là kẻ anh hùng sao còn giấu mặt? Sao không trả lời? Vậy thì đó. Ủa, mi là ai mà không muốn giao chiến với ta? Ta phải hạ ngươi để xem cho rõ mặt. À, trời ơi, ta chết mất. Trời ơi, cha, cha. Hả? Cấm quan, mày giết ta à? Không, không, không được trời ơi, không phải con, không phải con. Không phải mày, vậy thì mày làm gì ở đây? Thưa cha, hung thủ có khắc tên họ trên mũi phi tiêu này. Lâu La, đỡ cha ta vào lo băng bó vết thương cho người. Thưa cha, con thề sẽ tìm cho được kẻ hại cha để báo thù tẩy hận. Dường như ta có nghe đến tên này, Lỗ Anh Tần. Hả? Lỗ Anh Tần? May quá, chàng đã đến đây. Nàng quen với tên đó phải không? À, tôi không biết. Dạ, có ông Vũ và ông Lữ Hùng xin vào yết kiến. Mời vào. Tuân lệnh. Lâu La. Dạ. Giam nàng này vào ngục tối, còn xác của tên này quăng xuống hố. Và hãy đề phòng cẩn mật có kẻ gian trà trộn vào trong xào huyệt của chúng ta. Lữ Hùng đến kịp lúc, thật là may mắn quá. Kìa, Sơn Dương, vì sao mà ra nóng nổi thế này? Hả? Lưu Cẩm Bình hiền đệ. Vũ đại nhân, ta bận đi lo kêu gọi các anh hùng nên đã cùng với hiền đệ hơn 10 năm xa cách, nay gặp bạn hiền trong cảnh ngộ bi thương. Vì tôi bất tài nên kẻ gian đã lọt vào được nơi này. Dạ, khô lương phát quả. Hãy lo chữa lửa rồi theo kẻ tắt vào rừng sâu chờ lệnh. Gọi các đầu lĩnh vào đây. Dạ. Phải lo cho vết thương của... Giờ phút cấp bách này chỉ còn để lo cho nhiều điều quan trọng. Vì vết thương này không cứu chữa được đâu. Vũ đại nhân, tôi chờ đợi bấy lâu để trả lại cho ngài một đứa con yêu quý. Bạn nói sao? Con ta? Chủ tướng Lữ Huynh. Cha, cha. Cha, vết thương cha thế nào hả cha? Lưu Cẩm Hoàng con. Chủ tướng ơi, tôi tự lượng sức mình không sống nổi. Lực lượng hổ đầu sơn đã gây rung động Lạc Dương. Thù Thạch Thiên Dương gần trả được, nhưng thôi, còn chút tàn hơi, xin được đưa ngựa hồ về Bắc, chim diệt về Nam.
cho hộp phố châu quang. Lưu lạc xa xôi 18 năm đi trường, trả lại đưa con cho phụ tử trùng phùng. Hiền đệ hãy lo trị tương, hiền đệ cẩm bình. Chuyện đã qua rồi sao mình sẽ luận bàn. Lưu huynh đệ là Lữ Hùng, còn đây là Lưu Cấm Quen. Xưa Lữ Đồng trao lại cho anh đã dưỡng nuôi. Lữ Hùng ơi, nhờ ngươi cứu thoát đem giao, là thứ nam chủ tương Vũ Bình Phương. Người đã dài nạn trên lửa hồng, bị phu nhân căm thù chặt tay. Tất cả chúng ta đều hy sinh vì đại nghiệp, nào có xá khi đổ máu với đời đầu. Cha ơi, tại sao ai cũng nghẹn thương sầu, với chuyện qua rồi 18 năm xưa. Chủ tương ơi, đây là Lưu Cẩm Hoàng, xưa nay vốn là con trai của thuộc hạ, nhưng chính là công tử Vũ Bình Quang mà Lữ Hùng đã giao cho tôi 18 năm về trước, khi khói lửa loạn ly mờ phố Lạc Dương thành. Vì sức kiêu thế cô nên đành mai một anh hùng. Nhìn dải gian sơn gấm dốc lọt vào tay giặc, mà lệ lòng xe thắt từng cơn. Đêm đêm nghe tiếng đổ quyên rền rĩ gọi hồn, ôm trẻ dại trong tay nhìn về lẻo trời xa mờ phủ khoai xương. Thêm nhớ bản hiền trên bước đường, dòng gia thất kỳ thổ. Con của cha, cảm ơn Lưu Hiền Đệ. Lưu Hiền Đệ đi vì ta mà lao nhọc. Cha nói như vậy thì ra đây, đây là Vũ Bình Phương. Người đã tạo cho ngài Lạc Dương thành thất thủ, giao con lại cho ta nuôi dưỡng, còn người thì ẩn mình nơi hố thẳm đèo cao. Hổ đầu sơn hùng cứ bấy lâu chờ cơ hội để báo thù tẩy hận, ảnh dương quang sắp xóa tan, bầu trời ảm đạm, ngọn đông phong vừa thổi đám mây đen. Con hãy vui mừng mà đó thật biết sao cha? Đó là sự thật. Một cánh tay ta đã mất cũng do ngài thất thủ Lạc Dương thành. Trời ơi, trời ơi, con đâu có ngờ con chỉ là đứa con nuôi đang nhờ ơn dưỡng phụ, trong khi cha và mẹ con đang lưu lạc ta phương. 18 năm con lỗi đạo dưỡng sinh, cúi lại cha thứ tội dung tình.
đời của con mang nhiều ân nợ quá. Vũ Bình Vương cha ruột, Cẩm Bình dưỡng phụ, còn Lữ Hùng người cha đã tái sinh. Tại sao con thừa cha mà lại thiếu mẹ gì? Cha, cha ơi, có ân tình gì mà cha con giấu? Xin cha hãy thương con mà càng tỏ, đừng để lòng con phải u bức vì một niềm anh đau buồn. Cha, cha nói đi cha, mẹ của con đâu? Cha, mẹ của con à? Mẹ của con. Bẩm đại vương, Thạch Thiên Dương đang dịch một toán quân vào ngõ địa đạo bí mật. Chúng ta đang đánh nhưng khó cản ngăn. Dưỡng phụ, con đã thiên liệu vấn đề nội phản, nên người có chỉ cho con một con đường khác ở nhiều cạm bẫy. Cha, cha và bác Lữ Hùng đi theo người này. Còn ngươi, mau đi truyền lệnh cho mọi người, hãy bí mật lập tức rút lui để bảo toàn lực lượng. Lô la Diều Cẩm Dương Sơn theo chúng ta để lo thang thuốc điều trị. Xin Vũ đại nhân hãy lo cho đại cuộc. Cha, dưỡng phụ, Vũ Bình Quang cùng đi với chúng ta chứ. Cháu chờ tìm giết tên đại nghịch đã ám hại dưỡng phụ cháu, rồi cháu sẽ ra sao? Con muốn trả thù báo hiếu với dưỡng phụ thì cha không tiện nói lời ngăn cản. Cha chỉ khuyên con đừng nên háo chiến, hãy biết người biết mình và nhìn rõ thời cơ để định đoạt là nên lùi hay tiến. Thôi, cha vào trong lo cho dưỡng phụ con. Lộ Anh Tần, tên hèn mặt, quân giết lén rồi trốn chui trong nhũi ở xóa nào? Lộ Anh Tần, có ta đây. Hồi nãy đánh nhau ta thấy ngươi có mấy đường gươm quen quá, giờ ta mới nhớ và không ngờ học trò của lão bá Lữ Hùng lại là tướng cướp Lưu Cẩm Hoàng. Ta không hề quen biết dưới đây. Ta đang muốn chém đầu Lộ Anh Tần là đứa sát nhân, mấy đâu trời xui lại còn được gặp. Hận thù bằng nôn phải thành thú cho xong, thì ta với mi đã trở thành đối thù nghịch. Vậy hãy mau mau tuốt quân ra là ơn. Tao phải giết mày để giữ lấy tương lai, ta cũng phải tao trừ cho hết lũ Cường Sơn. Anh Thiên Ngàn, gian ra. Dương phụ ơi, xin chứng cho con rửa hận, ta cũng thề đưa mi xuống chỗ âm ti. Trời ơi, thù này không trả được như vậy sao? Dạ, ngươi phải chết. Sao lạ vậy? Tại sao gươm này tự nhiên trở thành bất lực? Tại sao kỳ vậy chứ? Lũ la, đổi lại. Trời ơi, Lộ Anh Tần anh. Có thể chứ. Trời già đâu lại dung thơ, hành ác quả ác. Vì bởi ta nương tay không đúng chỗ, nên hại ta tha hồn chiến trở lại rừng già. Giờ đây ta Lộ Anh Tần, dù xa cơ dần vẹn kiêu hùng. Người muốn gì đây? Trả hận quy tiêu để rửa phụ hùng, ngươi hãy chết. Khoan, xin dừng lại cánh tay tàn bạo, lấy quán trả quán đời sẽ chết chồng quán hận. Đừng mong đem máu tươi mà bôi xóa thân thù. Hãy subscribe.
lấy quan trả thù thì thù quan sẽ trị miên bất diệt. Vậy xin người hãy suy xét thiệt hơn, đem nghe nhân mà lắp lại quan cường. Nàng triết lý với ta nhưng đã quên câu tích ác cùng ác hay sao? Hãy giữ phụ ta đã dài nợ máu phải trả bằng máu. Nếu tính tiền trả dây dây trả thì sự đau thương dòng chân đến lưng trời. Sao không tính chuyện khoan dung đem tâm linh về gột rửa bên ai hà? Đời của chúng ta đâu có khác nào như ăn phù dân. Vậy xin chớ quá khắc khe mà tiếng xấu còn lưu muôn thuở. Hãy rộng tình tha thứ cho lỗ anh cần được sống. Thì phận nữ nhi xin làm thân nô lệ đền đáp lại ơn này. Thiên A, sao em lại nói thế? Thà là anh cam từ biệt chứ không chịu để sanh ly. Huống chi anh là đấng nam nhi, ai lại cầu khẩn để được sống trong ô nhục? Như vậy là nàng muốn liều mạng dâng cho ta một xác chết, mà linh hồn thì sẽ hạnh phúc trong cõi hư vô. Không, không, ta không chấp nhận mối tình thừa thải ấy. Ta sẽ giết nó để cho nàng được sống. Không, người ơi, nếu lộ anh Tần chết thì tôi cũng liều quỷ mạng chết theo chàng. Được, ta sẽ cho nàng chết theo nó. Ta sẽ giết tất cả, ta sẽ giết tất cả. Hãy chọn mình để chịu chết. Quân sĩ, hãy tàn sát bọn cướp hổ đầu sơn, hãy truy nã, đừng cho nó thoát thân. Hoàng thượng đến. Dạ, hạ thần cam thất lễ, xin thánh hoàng miễn thứ. Khanh hãy bình thân, hiền khanh thật xứng đáng là trang dũng sĩ, can đảm trung thành. Thánh hoàng vạn tuế. Nàng này là ai vậy? Tâu phụ vương, đó là em gái của Lộ dũng sĩ. Dạ, kính chào công nương. Tâu phụ vương, Lộ dũng sĩ đã hết lòng vì chúa, xin phụ vương ban thưởng cho người trọng hậu. Phải. Cha cũng đang nghĩ đến điều đó. Đã từ lâu cháu muốn chọn một người tài đức để cùng con gá nghĩa và lo việc triều đình trong Mai Hậu. Giờ đây cha nhận thấy Lộ dũng sĩ đáng để cho cha kén chọn. Dạ muôn tâu. Khanh đừng từ chối, khi trở lại Trào Ca ta sẽ định ngày hôn lễ. Muôn tâu, hạ thần đã có vợ nhà do song thân tác hợp, thần không thể ham mê quyền cao lộc cả mà vong phụ nghĩa Tào Khang. Nếu lòng chàng đã quyết như vậy thì con cứu tôi làm gì? Thà tôi chết vì tay bọn cướp, còn hơn là sống khổ đau với nỗi tuyệt tình. Xin công nương hãy thấu hiểu cho kẻ hạ thần, chỉ cố làm tròn bổn phận của bầy tôi. Trời ơi, Liên Hoa con, đã là một vị công nương sao lại yếu hèn như vậy? Con hãy trở về thành nội, đừng để mẹ con phải mỏi mắt trông chờ, còn mọi việc khác để cha định liệu. Xin công chúa hãy nghe lời hoàng thượng mà trở lại cung son. Không, tôi không muốn đi về một hoàng thành quyên náo, mà tâm hồn như bãi tha ma đang hoài bão mối tình. Thank you.
công nương. Từ lâu tôi vẫn xem như nghĩa anh em. Con đừng vội nói lời tuyệt vọng, cha sẽ... Cha, con lại cha, xin cha đừng ép buộc chàng. Công nương, xin công nương chớ buồn, hãy trở về thành nội. Rồi thời gian sẽ giúp công nương quên hết sầu thương. Thôi, hai người hãy đi đi. Còn ta, ta sợ đây cho đến chết. Cho ta được nhẹ nhàng thanh thản, nhờ thời gian làm dịu vết thương đau, và sẽ cố quên đi những chuyện đã qua, như quên đi một giấc mộng đêm tàn. Xin công nương tha thứ và tránh cho hạ thần khỏi tội khi quân, vì nếu thánh hoàng nổi giận thì thần sẽ bị rơi đầu. Liên Hoa Con, hãy nghe cha mà trở về thành nội. Cha hứa sẽ lo cho con được hài lòng. Con nên nhớ, không có ai dám trái lệnh Thạch Thiên Dương đâu. Quân sĩ hộ tống công nương. Dạ biệt Lộ Anh Tần. Lộ Anh Tần, hãy theo ta để tận trừ bọn cướp. Muôn tâu, thần xin phép lo cho thiên nga yên chỗ yên nơi, rồi sẽ tức khắc theo hầu thánh thượng. Quân sĩ theo ta. Tuân lệnh. Anh ơi, em lo sợ quá anh à. Em lo sợ điều gì? Em lo sợ lắm anh ơi. Sợ ngày mai băng giá, đường trần chia đôi nhà, máu lệ ngập ngụm. Thank you.
đừng lo, chúng ta tin rằng dẫu cho nghiêng trời, lòng mình không phai sắc son chân tình. Ngàn đời bên nhau. Giặc giả rầm rầm mà còn ráng đứng đây để mùi ha. Chú Lữ Đồng, tính lên đây để tìm coi có ai quen không, chừng lên tới thì họ đi mất tiêu hết trơn hết trọi rồi. Chú muốn nhìn bà con với quân ăn cướp hả? Trời ơi, đừng nóng mày tư. Chửi họ là lũ, là quân, là bọn ăn cướp này kia kia nọ chi tư. Biết chừng đâu mình không ăn cướp, nhưng cha chú mình, ông bà ông giải, tổ tiên họ hàng mình lại là ăn cướp làm sao. Ở đời mà thường có chuyện trớ trêu, téo mẹ cẳng ngỏng ai dám tin chắc ai trong cuộc sống. Chính tao bây giờ là ông Ngự Lâm Quân, nhưng đâu phải làm quan suốt một đời. Biết chừng đâu hồi trước tổ tiên tao đi ở đợ cho ăn cướp thì sao. Tôi nói lỡ một câu có gì mà chú giận, rồi sổ một tràng nói nặng nhẹ với tôi. Chú quen ai trong đám ăn cướp này? Họ là những anh hùng của thành Lạc Dương, họ chống sẫm lăng mong khôi phục quân sơn hà, phải quý họ hơn là khinh khi. Dạ, tại anh ấy không biết nên mi nói lỡ lời, chứ ai lại dám khinh những vị anh hùng yêu nước hả chú? Tôi nói cho biết rồi đó nha, khi đi theo ông vua lâm trận, chú mày nó nghĩ cách giúp cho họ, chứ đừng có tỏ ra ta đây trung thành với vua, gặp họ cái giết, gặp họ cái giết. Ờ, có phen khóc hận nghe con. Ủa sao vậy chú? Hả? Thì đừng hỏi nữa mà, hỏi rồi tao nói tùm lum rồi cái rụng đầu cả đám à. Tôi xin nghe theo lời chú dạy, bây giờ tôi nhờ chú đưa giùm Thiên Nga về thành nội ra mắt hoàng hậu, còn tôi phải theo phò thánh thượng nữa chứ chú. Hả? Vậy chứ trở về tôi chịu lắm à. Thôi đi cháu. Hoàng hậu tỏ ra thương mến chúng ta lắm, em nhớ thuộc hết mọi chuyện xảy ra cho hoàng hậu nghe, để nhờ người gỡ tội cho đôi ta nhé. Vâng, em đi đây. Mau rồi về nghe lộ anh Tần. Thưa chủ tướng, quân triều vô cùng tinh nhuệ, lại thêm có nội ứng nên chúng ta không thể cự đương. Bây giờ chúng ta phải dùng kế mới mong chiếm được phần ưu thế. Kế à? Dạ. Kế ấy ra sao vậy? Ta chia ra làm hai mặt. Chủ tướng hãy chọn những người can đảm để trở về thành nội và bất thần đánh chiếm Lạc Dương. Khi đó ta kêu gọi các cựu thần về hợp tác với chúng ta, ngăn chặn đường về của chúa rợ. Sự có mặt của chủ tướng ở Lạc Dương sẽ được nhiều thắng lợi hơn. Được hay lắm, kế ấy rất hợp ý ta. Ơ kìa, Vũ Bình Quang, con ta đã theo kịp rồi kìa. Con mừng cha và Lữ Bá Phụ được bình an thoát nạn. Con, cha đang lo cho số phận của con trên đường rút lui, không ngờ con đã đến kịp, cha mừng lắm. Thưa cha, quân ta rút lui vô hại và lòng hăng hái không hề suy giảm. Giỏi con, giỏi lắm. Này con, trước thế giặc quá mạnh, ta không thể cự đương. Bây giờ ta phải lập tức xô quân về chiếm thành. Con và Lữ Hùng phải ở lại giữ Hổ Đầu Sơn để cầm chân quân tinh nhuệ của Thạch Thiên Vương. Con nhớ là chỉ lẩn tránh chứ đừng bao giờ đem quân giao chiến nha. Thưa cha, xin cha cho con về Lạc Dương thành chiến đấu, để con được gần gũi bên cha, làm ấm lại nghĩa phụ tử thâm tình. Chớ cách xa cha một giờ thì cô thấy hình như lạc lòng. Buổi trùng quan tình cha con chưa mang nguyện, mà cứ phải chia lìa lòng cha nào con chẳng xót đau. Bình quang con ơi, cha cũng nát tan lòng trong cảnh phân chia. Nhưng chính kiên buộc lòng cha phải chịu lìa con. Bơ
đồng với mọi hiểm nguyên. Vì lũ sấm đang tìm cả nhà ta để tận diệt, nên cha thề mất còn và quyết giữ non sông. Trước cư dân lành mau tìm đất sống cho gia đình ta. Chớ cha xa con thì cha nhớ con như đứt từng đoạn ruột. Vì con nên nghe cha mà trở lại với núi rừng. Có ba phụ bên mình để an ủi vô bình quan. Cha sông nước nguy năng làm cho con lo sợ. Đừng lo sợ con ơi, chuyện tử sinh là số mạng do thiên đình. Phải, để thi hành mưu định, cháu phải ở lại đây mà chăm lo mọi mặt. Chứ dưỡng phụ con còn đang trọng bệnh, còn bác như vậy làm sao ra được trận tiền. Phàm bực làm tướng phải gác lại những tình riêng để lo cho đại cuộc. Vậy hãy ngoan đi con. Vâng, con xin tuân lệnh cha. Thôi, ta tạm chia tay nha. Cha, xin tạm biệt cha. Vũ bình quang con, đừng nên lưu luyến. Yên lòng cha đi chiến trinh, lòng trẻ sẽ buồn mong theo gió cầu thăm mẹ hiền trở về làm dương. Nam nhi đời sông pha, nhưng nay vì non sông hai ta đành trông theo bấn quân ngồi tiến đưa quân hùng đi. Gió xa trường xa rồi thấy quay về, chú nên vào cháu sẽ buồn, lòng nghe nôn nóng sao đành an cư hố sơn. Thà lén cá về theo chân chiến trình, giáo vương tung hoành tàn bồng chi trai. Bà hãy dằn bớt nỗi nhớ niềm thương, kẻo héo mồm dốc ngột. Tâu hoàng hậu, có chiếu chỉ hoàng hương. Ôi, hoàng thượng thánh trận, hổ đầu sơn bị công phá, công chúa được giải thoát rồi. Công chúa thoát nạn, ô, con mừng quá. Công chúa thoát nạn, ta vui mừng chi xiết kể. Nhưng cũng mang về cho ta một niềm tán buồn. Lưu Cẩm Bình và con ta đã ra sao? Ước gì Lộ Anh Tần sớm trở về đây để giúp ta vơi niềm sầu mẫu tử. Lộ Anh Tần. Dạ có Lộ Anh Tần đây. Lộ Anh Tần đã trở về à?
Ngươi là ai mà tự xưng là Lộ Anh Tần? Dạ tôi là chú, chú nuôi của Lộ Anh Tần. Nhà ngươi hỗn láo, dám lừa ta. Vua sĩ đánh 20 trượng. Cho quan. Kính chúc hoàng hậu sống lâu muôn tuổi. Ai vậy? Tâu hoàng hậu, đây là người yêu của Lộ Anh Tần, chớ tôi nào dám dối gạt xảo gian. Mau hãy nói cho ta nghe rõ ràng. Cháu hãy kể ngọn ngành gốc rễ để lệnh bà hiểu rõ đầu đuôi. Dạ, kẻ hèn này tên thật là Thiên Nga, người yêu của tướng quân Lộ Anh Tần. Nàng là Thiên Nga, là hiền muội của Lộ Anh Tần à? Dạ. Thiên Nga, làm sao nàng thoát khỏi tay tên phó tướng ác gian? Còn Lộ Anh Tần đâu? Tâu lĩnh bà, việc thoát nạn do Phật trời xui khiến, còn tiểu nữ về đấy là gió người chỉ dài, nên mới vào đây bái kiến lệnh muôn năm. E hoàng hậu đợi trông nên vội báo tin lành, công nương đã thoát nạn tai và được an lành. Chuyện riêng của Thiên Nga ta đã rõ, vậy hãy an tâm, ta sẽ đứng ra tác hợp chuyện hôn nhân, vì ta thương mến Lộ Anh Tần như thương con của ta vậy. Thôi, Thiên Nga hãy về tư dinh của Lộ Anh Tần mà an nghỉ, để đó mặt ta. Dạ, nhờ ánh sáng mặt trời soi thấu chốn thâm u. Lâu lắm. Dạ. Vào hoàng cung. Trời, bọn sao như lại đến? Làm sao bây giờ tâu lĩnh bà? Ta còn biết làm sao nữa. Bắt tất cả đàn bà con gái, đừng để một ai thoát khỏi hoàng cung, và phải tìm bắt cho được Thạch Thiên Dung. Kính chào hoàng hậu. Trời, ông Vũ đại nhân còn sống. Ông ơi, gặp ông cũng mừng quá. Sao ông nỡ lòng để Lâu La bắt trói con như vậy nè ông ơi? Vũ Bình Phương chàng, vị quân cần phải nghiêm nhặt, ta không thể dung tình, ta phải tạm giữ các người để sắp bày trật tự. Lâu La! Giam hết vào ngục. Không, Lâu La, bây đừng giam cầm hoàng hậu Yến Linh làm chi cho nhọc. Vũ Bình Phương, chàng hãy giết em đi. Ôi trời cao thấu cho nỗi lòng, mà đành đoàn xuôi chi trái ngang. Mắt trong ngơ ngàng tưởng chuông mõ đã chôn vui, ngờ đâu đau đớn ly ta. Em nào đâu đã quên câu
con cả, hãy đi đi. Dừng, em sẽ đi đi. Yên linh. Dạ, quân ta đã chiến thắng. Đã chiến thắng à? Hỡi các chiến sĩ cựu thần của thần chúa, ta là Diễu Bình Phương, đã khôi phục Lạc Dương Thành. Các bạn hãy đứng lên cùng ta dựng lại cơ đồ và tiêu diệt Thạch Hoàng tên cướp nước. Đừng có hòng tên cướp kia. Thạch Hoàng đại đế còn có Lỗ Anh Tần là một chủ đồng phò tá, hãy trối tay đặt mạng cho mau. Lỗ Anh Tần, Lỗ Anh Tần, cái tên này sao ta nghe quen quen à? Thôi đi, ai quen với nhà ngươi? Dân con học đòi bán nước, chạy theo tên cướp Ngũ Hồ. Chúa Ngũ Hồ là cướp nước, còn ông là người Trung Hoa lại đi cướp giật của dân Hán thì sao? Im, dân con miệng còn hôi sữa, biết một mà chẳng biết hai, ta tha cho nó hãy cút đi. Không, khi ta đi cần phải có đầu tên cướp mang theo. À, vậy thì đỡ. Khoan, khoan, Lỗ Anh Tần thì dừng tay lại. Muôn tâu, tại sao hoàng hậu cản ngăn? Vì, vì Vũ Bình Phương là... À, ông là Vũ Bình Phương à? Phải, ta là Vũ Bình Phương, chủ tướng của Hổ Đầu Sơn. Thì đừng nói dông dài, hãy cùng ta giao đấu. Không, tôi không muốn cùng ông giao đấu, mà tôi xin quỳ và dâng hương, xin thứ tha tôi tình bất hiếu đi, làm con đắng cha sao đành, ôi quan nghĩa tình phụ. Người nói gì có nghe làm sao? Sanh tử nào nung nào lòng ta? Tìm cội nguồn cha con, tay bức thơ lỗ nắng, chỉ nhớ di thơ rằng lộ tăng xưa. Trời hỏi máu tình thâm, đâu có ngờ còn giây phút này. Con trẻ giờ là trang tuấn hùng, con mẹ con. Thỏa mãn yêu thương cũng đành lòng, dầu tôi có chết cũng vui, yên lòng nhắm mắt. Bấy lâu lặng lội đi tìm con, giấc mơ tao cùng Phật trời con thương, vui thoa đau thương. Ước gì Vũ Bình Quang cũng về đây cho gia đình đoàn tụ, dầu phải chết tôi cũng vui lòng. Vũ Bình Quang được Lưu Cẩm Bình nuôi dưỡng vì cái tên là Lưu Cẩm Hoàng. Thưa cha mẹ, có phải Vũ Bình Quang ở Hổ Đầu Sơn không? Phải, chính nó đó con à. Nó là em ruột của con đó. Trời ơi, em ruột của con. Thiếu chút nữa là anh em đã giết lẫn nhau rồi. Trời ơi, Vũ Bình Quang, Vũ Bình Quang. Lỗ Anh Tân, đừng à! Vũ Bình Quang, con đã giết mẹ của con rồi. Hoàng hậu Yên Linh là... Hoàng hậu Yên Linh không phải là người của giặc, mà chính là mẹ ruột của con. Trời! Mẹ! Mẹ! Vì loạn ly phải xa lìa tất cả chồng con, 18 năm qua căng đang làm vợ Thạch Thiên Dương. Mẹ là để bảo toàn sinh mạng của thai nhi, dùng kế mỹ nhân cầm chân kẻ hung
Trong khi lũ giặc chỉ muốn diệt trừ tận gốc, nhờ mẹ tay em xuống tay hạ sát mẫu thân, và có lần trên đỉnh hô đầu sơn em định giết anh là anh ruột của mình. Trời ơi, dù mình quan con nợ tay đoán lìa thành mẫu thân, ta tội để mẹ con ta thứ biệt lỗi lầm. Yên linh ơi hãy ráng gượng sống với con khờ, để cho ngài tương hội được vẹn toàn cho tất cả con. Tình thương của mẹ rồi nay chính tay tôi cầm gươm hạ sát nâng sanh thành. Trời ơi, ác nghiệp thay cho lời gương này, ta những tưởng nhờ mi đi bao ân bao quan giúp đời cứu nước làm rạng rỡ thanh danh. Bây giờ mới rõ gương giáo là lỗi vô giác bất lương, vậy mà từ lâu tôi hằng ôm ấp đeo mang xuống mài tối liền. Rồi nay giết hại mẹ hiền, đó là kết quả của những người đã dấn thân vào đường hương biển giáo. Ráng gượng mà sống với con ngây linh. Mẹ hãy để cho con băng bó lại vết thương. Trời ơi, sao máu của mẹ tôi cứ tuôn tràn lai láng. Vũ Minh Quang, nếu mẹ có mệnh hệ nào, tao phải giết mày cho khỏi lòng căm thức của tao. Phải làm cho luân thường sao trộn, nước thiên không chảy về nguồn. Anh ơi, loài thảo mộc còn có ngon ngành cối rễ, còn em là người sao lại mất cả bản năng. Mẹ, mẹ ơi, con xin quỳ bên gối mẹ. Mẹ thương tình ta thứ tội cho con. Nếu ngôi mộ nào đang chực chờ đón mẹ thì đó cũng là nơi chôn lấp cả đời con. Vũ Bình Quang, con đừng có làm bậy, con đừng gây thêm tan tóc cho đau xót lòng cha mà. Mẹ không hờn giận chi con, mẹ rất vui mừng đoàn tụ. Đời mẹ chỉ mong có một ngày này. Anh làm ơn giết bớt em đi. Giết em đi. Giết hết em đền tội lỗi. Giết mày. Giết mày. Trời ơi, nếu phải giết mày thì thôi để tao tự giết tao đây. Vì mày huyết quản của cha, là thịt xương của mẹ già cùng
tộc quê. Dù bình quang em ơi, chừng nào anh cầm nỗi thanh hương giang tay, cắt đứt mình từng đoạn ruột thì anh mới có thể xuống đường xa tử và lặng nhìn em lăn lóc trên vùng máu đào. Trời ơi, mẹ, mẹ, ai đã giết mẹ tôi? Mẹ Thạch Liên Hoa ơi, tôi đã giết mẹ tôi rồi. Tương Cương, ông nói gì? Tôi, tại sao mày dám nhận là mẹ của mi? Và cũng là mẹ của kẻ này, công chúa ơi. À, như thế có nghĩa là tại sao vậy mẹ? Liên Hoa cô, đây là tất cả nỗi đau của đời mẹ. Lỗ Anh Tần là Vũ Bình Quy, Vũ Bình Quang, và con cũng là con của Vũ Bình Phương. Khi tôi khô là Dương Thành, gia đình ly tan, lúc con thương hình nuôi hòn máu đi kinh cảm liều, mẹ đành sống Liên Quan cũng là giọt máu của ta sao? Yên Linh ơi, hãy tha thứ cho tôi đã hiểu lầm nào. Liên Quan con. Cha của tôi đây, hai anh của tôi đó. Vậy mà trời ơi, 18 năm nay tôi vẫn sống vô tâm tôn thờ kẻ thù làm thân phụ. Giải ngưỡng vào sáng nay gác ngọc cung vàng, trong khi cha tôi phải bung tổ không trần, còn mẹ tôi thì ôm sầu nuốt tuổi, hy sinh cuộc đời cho tôi được lớn khôn. Vào cửa các khung sơn, chút ngỡ đã đi điều loạn lung cho tương tàn cốt nhục. Tao không ơi, ông đã bao quý gần cho gia đình họ dù, thì còn nỡ nào bắt mẹ phải lìa con, cho tôi phải sống bờ giờ với số kiếp đoạn trường. Dầu sao cũng còn có cha và hai anh sẽ bảo bọc cho em. Trời, hoàng hậu, lại đây, vô của mẹ. Mẹ, 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 Linh, Yên Linh, Yên Linh ơi, em vô tội mà phải gánh chịu bao điều tội nhục. Để cho ta nghẹn ngào ai sẽ tâm can, ai tạo ra chi dung tố phụ phàng, để cho ngày trùng quan lại là ngày chia tay vĩnh viễn. Dường ở từ đây qua lũ cánh gió tương tư lặng
lạnh nhớ trăng sầu. Mẹ, mẹ ơi, con sẽ chôn xác mẹ tại nơi đây, và suốt đời con sẽ gần bên mẹ. Ngày đêm nguyện ăn năn sám hối, xin mẹ hiền thương giám tất lòng con.